Mở đầu bộ phim là cảnh một cô gái đang lái xe trên đường, tin nhắn cô nhận được ngay khi đó nói về số phòng 204 và người đàn ông thường ở phòng đó. Nhìn vẻ mặt của cô khi đọc tin nhắn vô cùng bực bội, có vẻ như là chuẩn bị đi đến khách sạn người đàn ông đó đang ở để đánh ghen. Vừa vào đến khách sạn, cô đã tức tốc vào thang máy lên tầng trên. Lúc này trong đầu cô liên tục hiện ra khuôn mặt của những người phụ nữ khác nhau, đồng thời tin nhắn điện thoại cũng vang lên liên tục. Nếu cô có bắt tang được người này thì chưa chắc người đàn ông kia sẽ không còn người phụ nữ khác. Cô đi tới một ngã rẽ thì mình thấy bóng dáng của người đàn ông đi vào một căn phòng số 240, cô nhanh chóng đuổi theo. Cô từ từ bấm chuông, cửa vào mở ra, cô đã lập tức xông vào phòng lục tục tìm người phụ nữ ở bên trong. Sau đó cánh cửa chỗ rèm mở ra, cô không thể tin vào mắt mình đến mức bật khóc nức nở. Chuyển cảnh về một năm trước, Wendy Kako, chủ bán hàng online thành công cũng là nữ chính đang tham gia về một chương trình phỏng vấn. Nam MC đã hỏi và giao lưu với cô về quá trình kinh doanh thành công của mình. Trong chương trình, Wendy Kako cũng giới thiệu về người bạn thân cũng là trợ lý của mình là Manirin. Khi MC hỏi về gu chàng trai của mình thì cô không ngần ngại nói mình thích một chàng trai giống bố, hài hước và trung thủy như bố cô yêu mẹ cô. Bên cạnh đó, cô cũng cực kỳ ghét bỏ người đàn ông lăng nhăng, không trung tình. Sau chương trình phỏng vấn, Wendy Kako muốn rủ cô bạn thân của mình đi ăn nhưng cô ấy lại có hẹn không thể đi cùng. Mặc dù rất tò mò không biết cô bạn thân của mình đang hẹn hò với ai nhưng cô lại không thể đi theo. Cuối cùng Wendy Kako lựa chọn gọi điện cho anh chàng bạn thân của mình là Bán Tháo để rủ anh đi ăn thịt nướng. Bán Tháo là một anh chàng rất đẹp trai, vừa nghe điện thoại của Wendy Kako muốn rủ mình đi ăn thịt nướng với giọng điệu ra lệnh khiến anh không hài lòng. Bán Tháo đã phải nói đủ đường ép Wendy Kako phải nói chuyện nhẹ nhàng với mình. Khi cô bị ép dùng giọng nói nhẹ nhàng như nước để mời anh đi ăn thì Bán Tháo mới nở nụ cười hài lòng, đúng kiểu thích mà ngại không dám nói luôn. Hai người cùng đi ăn ở một quán ven hồ khá xa nhà nhưng vì cô thích nên anh vẫn chấp nhận đi theo. Trong khi Wendy Kako tò mò tìm trên IG của cô bạn thân Manirin để xem cô ấy hẹn hò với anh thì Bán Tháo tinh tế gắp đồ ăn cho cô. Sau đó anh cũng lấy điện thoại ra quay cô nhưng Wendy Kako tránh đi, vô tình cúi xuống bàn. Bán Tháo nhanh tay cho cạnh bàn lại cho cô nhưng miệng thì bảo sợ đổ đồ ăn. Sau cùng hai người ăn uống vui vẻ với nhau, Bán Tháo còn chụp cho cô rất nhiều ảnh. Sau khi cùng nhau ăn tối xong, Bất Hảo đưa Wendy Kako về nhà. Trên đường Wendy Kako nói về việc ngày mai họ sẽ được gặp Pukan, là người có lượt theo dõi cao nhất ở Thái Lan. Nhưng có vẻ Bán Tháo không thông minh lắm nên nhất thời vẫn chưa nhớ đến người cô đang nói là ai, còn nghe nhầm thành cọ vẽ tranh nữa. Pukan cũng sẽ là người đại diện thương hiệu đầu tiên cho thương hiệu của hai người họ. Hôm sau chương trình quay chuẩn bị bắt đầu thì người phụ trách chạy tới, anh nói là Pukan bị đau nên không thể tới quay được. Nhưng trong khi đó, cô ta lại đang ngồi bấm điện thoại, còn kiêu ngạo tìm đủ lý do để rời lịch quay. Trong phòng Pukan nói mình không muốn quay cho một hãng kem nhà quê. Khi đó Wendy Kako ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả, cô mở cửa bước vào phòng. Cứ tưởng rằng Wendy Kako sẽ đi vào chửi cô ta một trận như vì công ty nên cô nhân nhượng có thể rời buổi quay sang 1 giờ chiều. Vậy mà Pukan lại giở giọng cao ngạo của mình lên không chịu quay vì lý do không muốn giả vờ thích thú cho thương hiệu mình không thích. Mặc dù tức giận nhưng Wendy Kako vẫn cố gắng nói chuyện vô cùng lịch sự với cô ta nhưng Pukan vẫn muốn từ chối quay. Cuối cùng cô ta vẫn quyết định quay nhưng vẫn không quên làm lắm trò khiến Wendy Kako tức tối. Cô liền ném mấy cô khiến cô ta không thể nói lại được. Wendy Kako đi ra ngoài, cô vô cùng lo lắng, năn nỉ cô bạn thân nhất của mình liên hệ tìm những người từng quay để giúp đỡ. Lúc này, cô cũng nhớ về chuyện lúc nhỏ của mình, nhớ về cảnh mẹ mình ngồi khóc lúc trước di ảnh của bố mà không thể làm gì. Lúc đó, cô đã bắt đầu học cách kiếm tiền. Wendy Kako mua rất nhiều loại quần áo, phụ kiện để phối chúng lại với nhau đăng bán lên mạng. Cô tìm cách suốt ngày đêm, cuối cùng cũng có được những đơn hàng đầu tiên. Dần dần cô cũng bắt đầu học cách livestream để bán quần áo. Số tiền cô kiếm được ngày càng nhiều, cũng học thêm về các loại mỹ phẩm và điều chế ra những công thức riêng thuộc về mình. Nhớ đến những vất vả lúc trước, Wendy Kako bất lực ngồi khóc trên ghế đá. Bỗng dưng một người phụ nữ bước đến đưa cho cô một cây kẹo an ủi. Người phụ nữ tên là Đặng Quốc, bà C tận tình lột giúp cô cây kẹo chỉ mong có thể an ủi Wendy Kako một phần nào đó. Hai người ngồi trên ghế đá tâm sự với nhau, khi nghe cô kể về chuyện người mẫu mình thuê bỏ quay khiến cô vô cùng tức giận. Bà Đặng Quốc đã an ủi cô rất nhiều, cũng cho cô biết rằng không có người nổi tiếng nào đáng tin cậy hơn bản thân. Những lời tâm sự này cũng giúp Wendy Kako lấy lại tự tin hơn rất nhiều. Khi đang nói chuyện, Manirin đi tới gọi cô. Cô ấy đã liên hệ với 2-3 ngôi sao nhưng không có ai đồng ý quay. Cuối cùng dưới sự quyết tâm của mình, Wendy Kako sẽ tự mình quay quảng cáo cho chính thương hiệu của mình, còn dùng ví dụ của Đặng Quốc vừa an ủi mình để nói lại với cô bạn thân. Wendy Kako nhanh chóng rửa mặt để tiến hành quay quảng cáo, vừa lúc đi ra thì suýt đâm vào cột trụ nhưng may mắn đã được một anh chàng đỡ lại. Khi anh chàng vừa rời đi, Wendy Kako mới nhận ra bản thân mới rửa mặt còn đang đeo chùm đầu trên mặt. Nhưng chưa kịp ngại ngùng thì anh ta đã quay trở lại hỏi cô một số thông tin về studio. Wendy Kako nhanh chóng liên hệ cho bạn thân để xin thông tin gửi cho anh. Sau đó anh đã ở bên ngoài nghe được thông tin Wendy Kako đang gặp khó khăn do bị Pukan hủy bỏ lịch quay giữa chừng. Anh ta bước ra ngoài studio thì có cuộc gọi điện thoại của một cô gái khác, nói chuyện vô cùng thân mật. Chắc chắn rằng anh ta tiếp cận Wendy Kako vì có mưu đồ riêng. Khi đang quay quảng cáo, Wendy Kako gặp được Son nên cả ba người ra nói chuyện với nhau. Lúc này cô cũng biết được Pukan chắc chắn sẽ không được chọn làm đại diện cho bất kỳ thương hiệu nào với thái độ hiện tại của cô ta. Ngay sau đó, Bán Tháo sau khi biết cô gặp khó khăn nên cũng nhanh chóng chạy tới. Buổi quay quảng cáo cuối cùng cũng thành công khá tốt đẹp. Cả bốn người cùng đi ra ngoài, Wendy Kako hỏi vì sao Bán Tháo đến đây thì anh giả vờ lấy lý do là bị Son ép buộc đến, nhưng thực chất trong lòng là vì lo lắng cho cô. Khi họ đang nói chuyện vui vẻ,
Menirin lại vừa bấm điện thoại và cười tủm tỉm khiến Wenica càng nghi ngờ cô ấy có người yêu. Nhắc đến vấn đề này, Wenica cũng nói mình đã gặp được người chồng tương lai khiến trái tim của cô rơi xuống dạ dày rồi. Mọi người đều vô cùng tò mò, chỉ có Bán Tháo là cau mày nhăn nhó. Bán Tháo còn muốn đến đưa cô về nhà, nhân tiện hỏi cô muốn đi đâu. Sau khi nghe câu trả lời hài lòng thì anh còn nhấn mình rằng trái tim và bóng của cô đừng vội dùng. Wenica xem như anh bị điên nên không thèm để ý, tự mình lái xe về nhà mẹ. Về đến nhà, hai mẹ con ôm nhau, tâm sự nhiều chuyện sau thời gian dài xa cách. Cô cũng kể về chuyện mình gặp được một chàng trai đỡ cô suýt thì đụng vào tường giống như bố cô từng đỡ cô lúc nhỏ. Video quảng cáo của Wenica cũng nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi, số lượng và khách hàng đến mua sản phẩm kem của cô cùng ngày càng nhiều. Với sự phát triển hiện tại, chị Dung muốn quay một câu chuyện cổ tích về sản phẩm kem để tiếp tục truyền bá sản phẩm rộng hơn. Cùng lúc đó, chị Dung cũng giới thiệu một thực tập sinh cho Wenica lựa chọn. Người đầu tiên là Jane, một cô nàng rất xinh đẹp, hồ sơ của cô ta cũng vô cùng chỉnh chu và Wenica khá ưng ý. Tuy nhiên, Menirin vẫn không ưng ý được một người nào, cô yêu cầu cực kỳ cao về khuôn mặt và kỹ năng. Chính vì vậy, Wenica cho cô ta một cơ hội để hoàn chỉnh lại hồ sơ của mình. Sau khi Wenica vừa đi thì cô ta liền thay đổi thái độ, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Menirin sợ rằng Wenica mềm lòng với cô nàng thực tập sinh đó rồi sau này sẽ bị lừa, nhưng cô vẫn vô cùng tự tin sẽ không có chuyện đó xảy ra. Sau khi hai người bước vào phòng thì Jane đã ở dưới tầng nhìn hai người với ánh mắt cực kỳ độc ác. Wenica vừa vào phòng liền nhận được cuộc điện thoại của anh Sao, được biết trên bàn thùng thóc có người đang bóc phốt kem của cô. Wenica nhanh chóng mở TV lên, chương trình đang chiếu về cảnh phỏng vấn của Pukan nói về kem dưỡng của mình. Cô ta còn bày đặt lấy lý do kịch bản quá dở tệ, chính Wenica đã đòi hủy lịch rồi tự quay quảng cáo. Menirin và Wenica cực kỳ tức giận, nhưng Menirin chợt nhớ đến ngày mai có hội nghị nhưng không thể đi cùng cô. Wenica liền tra hỏi tới cùng mới biết cô bạn thân của mình đi xem nhà với bạn trai nên không thể đi cùng. Cuối cùng trong buổi hội nghị, Wenica đã đưa Jane đi cùng với mình. Tại buổi hội nghị, cô cũng gặp được kẻ bịa đặt Pukan đang phát biểu trên sân khấu. Wenica đi ra ngoài vì không chịu được cảnh nhìn thấy cô ta trên sân khấu. Bên ngoài, Wenica gặp lại anh chàng đã đỡ mình lần trước, anh ta tên là Thurirakit. Hai người ngượng ngùng chào hỏi nhau, cô cũng khá bất ngờ vì anh biết tên của cô. Thurirakit còn nói bản thân thường theo dõi cô, biết rất nhiều về kem dưỡng khiến Wenica vô cùng thích thú. Trong khi hai người đang nói chuyện, Jane đi ra ngoài gặp cô vào trong. Khi thấy Thurirakit, ánh mắt cô ta liền không rời khỏi anh ta, còn tự nhận mình là trợ lý của Wenica. Lúc cô rời đi thì ánh mắt của Jane cũng không chịu rời khỏi người của Thurirakit. Wenica đi vào phòng gặp anh Frick thì bất ngờ Pukan cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy Wee cô ta đã hất mặt lên trời. Nhưng Wenica cũng không vừa cảm ơn cô ta đã ra đi thì cuộc sống mới tốt hơn khiến cô ta tức muốn chết. Nếu không có người cản lại chắc Pukan đã xông lên đánh Wenica. Lúc rời đi, Wenica vô cùng đắc ý với thắng lợi của mình. Chương trình tiếp tục diễn ra, Wenica lên sân khấu nhận thưởng của mình. Chương trình được phát sóng trực tiếp với hơn 10.000 lượt xem nên mẹ cô và Bán Tháo cũng đều theo dõi được tại nhà. Trong chương trình, MC cũng giới thiệu một doanh nhân mới, vừa trở về từ nước ngoài sẽ đầu tư vào lĩnh vực phù hợp. Người này cũng chính là Thurirakit. Lúc này trên màn hình cũng quay cận cảnh hai người tương tác ánh mắt với nhau đều bị Bán Tháo và Menirin đang xem nhà nhìn thấy. Khi MC hỏi lý do Thurirakit vừa độc thân vừa muốn đầu tư, có phải nhìn chúng ai tại đây không thì anh nhanh chóng nói rằng mình có hứng thú với Wenica, rồi nhanh chóng bở lái qua nói có hứng thú với đầu tư. Bán Tháo vô cùng tức tối, khi anh Sao gọi hỏi thì anh lại giả vờ mình không có xem chương trình đó. Nghe người anh lải nhải, Bán Tháo như chết trong lòng nhiều chút, cực kỳ buồn phiền. Trong lúc chụp hình lưu niệm, Pukan còn cố tình lên sân khấu đứng giữa vị trí của Wenica cùng với Thurirakit. Cô ta còn thân mật làm quen với Thurirakit, đẩy Wenica ra phía bên ngoài và không quên liếc nhìn cô. Sau buổi nhận thưởng, Wenica cùng Thurirakit tham gia phần phỏng vấn, rất nhiều phóng viên quay kín xung quanh hai người họ. Khi Thurirakit đang trả lời câu hỏi phỏng vấn, ánh mặt của cô không rời khỏi người anh. Trong lúc chụp hình, rất nhiều người còn đẩy thuyền cho hai người đứng gần nhau, anh cũng nhìn ra được Thurirakit có ý với Wenica. Buổi nhận thưởng kết thúc, Wenica cùng Jane trở về, cô ta luyên thuyên nói về Thurirakit đang tán tỉnh cô nhưng Wenica lại cho rằng anh chỉ xã giao bình thường. Lúc Jane có ý muốn đưa cô về thì bị cô từ chối, cô ta còn cười đùa rằng nếu cô ta là Menirin thì sẽ tự hào về vị trí là một người sáng lập thương hiệu, muốn đứng trước truyền thông. Nhưng khi Wenica vừa quay xe đi thì bộ mặt tươi cười của cô ta liền thay đổi thành nụ cười âm hiểm cực kỳ. Trên đường đi, Wenica gọi điện cho bạn thân Menirin của mình cười đùa hỏi tình hình xem phòng tân hôn thế nào. Hai người nói chuyện với nhau, Wenica còn khen Jane là một người nhanh nhẹn thông minh và học hỏi rất nhiều môn. Nhân tiện Menirin cũng hỏi Wenica tại sự kiện có gặp ai không, Wenica cũng chỉ nói sơ qua mình gặp một doanh nhân từ nước ngoài trở về. Hai người chào tạm biệt nhau xong thì Menirin lái xe đến địa điểm hẹn hò của mình. Cùng lúc đó, Pukan nhất quyết đòi tham gia hết những sự kiện có mặt của Wenica, trợ lý của cô ta khuyên mãi mà không được nên thôi. Cô ta còn muốn tìm thông tin về Thurirakit, hỏi xin số điện thoại của anh ta. Chuyển cảnh quay đến nhà của Jane, cô ta đang tắm bên trong phòng. Sau khi tắm xong, cô ta lên IG để tìm kiếm thông tin của Thurirakit nhưng anh ta để chế độ riêng tư, cô ta vẫn bất chấp yêu cầu theo dõi. Lúc này tại nhà Wenica, cô cũng được tìm kiếm IG của Thurirakit. Trong lúc định bấm theo dõi thì Bán Tháo nhắn tin muốn gặp cô ở dưới nhà. Khi Wenica vừa đi xuống, Bán Tháo đã đưa bánh bao mà mình mua cho cô, còn cố ý bảo hôm nay Wee ăn bánh thính nhiều rồi. Anh còn nhắc nhở cô nên tránh xa Thurirakit ra nhưng Wenica lại không để ý, cho là anh quá cổ hủ.
Sau khi xác nhận rằng cô không để ý gì tới người tên Thierry Rakit kia thì bán tháo mới yên tâm. Về phía Menirin đang ở tại nhà hàng chờ bạn trai tới, cô ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy người tới nên đang chuẩn bị đi về. Khi cô vừa đứng lên thì nhìn thấy một người đàn ông đang rót rượu vào ly, cô vui mừng quay trở lại. Sáng hôm sau, Wenica vẫn đến công ty như bình thường nhưng vẫn không thấy Menirin đâu. Cô nhanh chóng gọi điện cho bạn thân của mình, điện thoại vừa bắt máy thì một giọng đàn ông vang lên khiến cô giật mình còn tưởng mình gọi nhầm. Cô liền đi tìm chị Dung để hỏi về chuyện Menirin có bạn trai thì phát hiện chị Cung cũng đã biết trước rồi. Ở sảnh công ty, Jane đang học kịch bản quay quảng cáo thì đồng nghiệp tiếp tân nhờ cô trông coi một chút. Ngay sau đó, một anh giao hàng mang theo bó hoa đi vào nói là có hàng gửi cho Wenica. Cô ta nghe thấy vậy liền nói mình là trợ lý của Wenica nên ký nhận giúp cho cô. Sau khi nhận hoa nhìn xung quanh không có ai, Jane tự tiện lấy tấm thiệp đính kèm ở phía trên ra đọc. Nội dung trên thiệp là thông tin liên hệ do Thierry Rakit gửi tới muốn bàn với Wenica về chương trình hợp tác. Jane đem hoa đến đưa cho Wenica, nhưng khi Wenica nhìn thấy bó hoa tulip màu tím liền nghĩ đến lúc trước bố cô cũng từng tặng mẹ một bó hoa tulip tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn. Wenica vui vẻ ôm bó hoa trở về bàn của mình. Sau khi Menirin tỉnh dậy thì nhận thấy bạn trai của mình đã rời giường từ sớm, còn để lại tin nhắn chiều nay sẽ về. Menirin vui vẻ ngồi dậy nghe điện thoại của Wenica, hai người trò chuyện một lúc thì tắt máy. Sau đó, Menirin nhớ lại cảnh mình và bạn trai thân mật vào tối qua, nhưng vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của anh ta là ai. Thierry Rakit đang trên đường đi thì gọi điện cho cửa hàng hoa xác nhận xem Wenica đã nhận được hoa hay chưa. Sau khi biết hoa đã được gửi 2 tiếng trước thì anh ta rất tò mò vì sao đến giờ cô vẫn chưa gọi điện cho anh ta. Ngay sau đó, điện thoại vang lên số điện thoại lạ, anh ta bắt máy thì phát hiện người gọi tới là Jane, cô ta còn nói nếu muốn hẹn Wenica thì hãy gọi cho cô ta trước. Đúng là vô liêm sỉ, Jane thực sự quá mặt dày luôn. Không chờ đợi Wenica gọi điện, Thierry Rakit đành phải lái xe đến gặp cô. Anh ta lấy cớ đi ngang qua để thăm cô còn nói mấy lời cực kỳ mờ ám. Wenica đưa anh đến tham quan công ty của mình, lúc này hai người thỉnh thoảng lại có hành động khá thân mật. Hai người trò chuyện rất vui vẻ và hợp nhau về kem dưỡng da, mỹ phẩm. Một nhân viên nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau nên nhau chóng đi báo cho đồng nghiệp. Khi đang nói chuyện vô tình Jane nghe thấy, cô ta lấy cớ đi gọi Wenica để chạy ra ngoài. Dáng vẻ của Jane cực kỳ gấp gáp, cô ta nhanh chóng chạy đến chỗ hai người đang nói chuyện lôi kéo Wenica đi để cô ta có thể tiễn Thierry Rakit về. Trên đường đưa Thierry Rakit ra ngoài, Jane còn cố ý nhắc nhở anh ta chấp nhận lời kết bạn của mình trên IG. Sau khi Jane đi vào công ty, anh ta đã lên IG tìm kiếm thông tin của Jane và xác nhận đồng ý. Jane vừa nhận được thông báo liền nở nụ cười vô cùng đắc ý. Trong phòng studio, Wenica cùng chị Dung xem lại đoạn quảng cáo Jane vừa quay xong. Cô cảm thấy Jane đang quá điệu đà, dẹo muốn chảy nước, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Khi nhắc đến Thierry Rakit, chị Dung cũng nhắc nhở cô nên cẩn thận với anh ta bởi vì nhìn anh ta vô cùng đào hoa. Ngay cả Wenica cũng nhìn ra được Thierry Rakit vô cùng dễ bắt chuyện với mọi người còn có ánh mắt của Jane lúc nhìn anh ta. Tuy nhiên chị Dung bảo rằng nên kiểm tra thật kỹ trước khi quen thì Wenica cũng chỉ cười nhẹ rồi cũng không nói gì. Trong phòng làm việc, Wenica hẹn Jane vào phòng để nói chuyện. Đầu tiên cô muốn Jane diễn quảng cáo một cách thật hơn, thoải mái hơn chứ không phải sự giả tạo mà cô ta đang làm. Thứ hai chính là không muốn Jane tự tiện nhận bảo thân là trợ lý của cô vì đó là nhiệm vụ của Menirin. Jane miễn cưỡng cười xin phép rời đi, ngay sau đó Wenica còn nhận mạnh với cô ta không nên quá thân cận với khách hàng, đặc biệt là đàn ông. Vẻ mặt Jane vô cùng chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường bảo đó chỉ là sự quan tâm với khách hàng bình thường mà thôi. Sau đó Wenica nhìn về hướng bó hoa tulip tím, trong lòng cô vẫn nghĩ tới câu nói của chị Dung, người đàn ông như vậy mà còn độc thân thì quá kỳ lạ. Chính vì vậy, cô quyết định mời anh Sao đi ăn tối và tâm sự với cô. Trên đường đi siêu thị mua sắm, Wenica gặp lại cô Đặng Quốc từng an ủi mình ở Hàn Quốc. Hai người gặp lại nhau trò chuyện khá vui vẻ, Wenica hẹn bà ấy một ngày rảnh hẹn đi uống cà phê và xin lời khuyên về sản phẩm của mình. Hai người cũng trao đổi số điện thoại cho nhau. Về đến nhà, Wenica nói chuyện với anh Sao, cô cũng cảm thấy Thierry Rakit đã tìm hiểu mọi thứ về cô trước khi tiếp cận. Cô nhờ anh Sao tìm hiểu thông tin ai là người mời anh ta đến buổi trao giải, còn để anh ta lên sân khấu trong khi trong kế hoạch ban đầu không có chuyện này. Sau khi gọi điện thoại hỏi thăm thì cũng chẳng thể biết được ai là người đứng sau mời Thierry Rakit lên sân khấu. Nhưng ngoài ý muốn cũng biết được Pukan cũng đang quan tâm đến Thierry Rakit. Anh Sao cũng đưa cho cô một lời khuyên, nếu là một người khiến cô cảm thấy hứng thú thì chắc chắn phải ra chiến trường để tranh giành. Điều này là Wenica suy nghĩ rất nhiều, cô chụp hình hoa tulip tím cùng với ảnh bố đăng lên IG. Menirin, Jane, Pukan hay Bán Tháo đều thấy tin mới nhất của cô trên mạng, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Bán Tháo nhớ về thời học sinh anh cũng đã từng tặng cho cô một bó hoa tulip màu tím. Bán Tháo vô cùng bực tức nên liền bình luận một đống icon ói mửa trong bài viết mới nhất của cô. Sáng hôm sau Bán Tháo dậy từ sớm để chạy bộ, anh Sao chạy theo anh muốn đuối sức thở không ra hơi. Nhưng sau khi nghe anh Sao muốn nói chuyện về Wenica thì cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh vô cùng tò mò không biết người đàn ông tặng hoa cho ai là ai, ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường nhưng quay lưng lại cực kỳ không vui vẻ. Thierry Rakit đang ở một tiệm hoa, anh ta đặt tất cả số hoa hồng trong tiệm gửi đến chỗ công ty của Wenica vào lúc 5 giờ sáng. Trong lúc anh đang tham quan trong tiệm thì Pukan bước vào mua hoa hồng nhưng nghe nhân viên báo hết hoa. Cô ta đang định nói chuyện thì Thierry Rakit đi tới tính tiền hoa, cô ta muốn anh nhường một ít hoa cho cô ta, anh ta cũng vô cùng thoải mái chia một ít. Sau khi nói chuyện một lúc thì anh ta rời đi. Khi nhân viên vào lấy hoa, Pukan cố tình hỏi thăm thì mới biết được số hoa Thierry Rakit đặt đều được giao đến cho công ty Wenica.
Mặt khác, tại nhà mình, Menirin gặp điện rất nhiều cho bạn trai của mình nhưng không có ai nghe máy. Lúc tra trên IG liền phát hiện Thierry Rakit bình luận trên bài đăng mới nhất của Wenica. Cô tra thông tin thì thấy anh ta cũng đang theo dõi Jane. Vẻ mặt Menirin cực kỳ tức giận bình luận icon bông hoa vào bài đăng của Thierry Rakit. Tại công ty, Jane nhìn thấy bình luận của Menirin thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hai người này lại quen biết với nhau. Sau đó Menirin cũng đã đến công ty, vô tình nhìn thấy bài đăng của Thierry Rakit trên điện thoại của Jane. Cô ta chột dạ nhanh tay úp điện thoại lại. Hai người nói chuyện với nhau, Jane còn cố tình chia rẽ mối quan hệ của Wenica và Menirin. Nhìn thấy mọi người mang hoa vào phòng của Wenica, Menirin cũng lờ mờ đoán được người gửi là ai. Cô không định hỏi nhưng Jane nhanh miệng kể lể hết chuyện Thierry Rakit tặng hoa cho Wenica mỗi ngày. Sau khi mọi người rời đi, Menirin vào phòng định mở tấm thiệp trên hoa ra thì Wenica bước vào. Menirin cố tình hỏi Wenica người tặng hoa là ai. Wenica cũng thật thà nói đến Thierry Rakit cùng là người tặng bó hoa tulip tím. Vẻ mặt Menirin cực kỳ không vui, cô vừa lo lắng và hoảng sợ quay trở lại phòng của mình. Trở về phòng làm việc, Menirin nhớ về cảnh thân mật của mình cùng với bạn trai, nhưng người đó không ai khác chính là Thierry Rakit. Menirin cực kỳ lo sợ, không tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Còn bên phía Wenica thì vô cùng vui vẻ, Thierry Rakit còn gọi điện tới cho cô mời đi ăn chung. Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu nhưng Wenica nhắn tin cho Menirin rằng mình có việc ra ngoài, mọi người cứ hợp với nhau đi. Mọi người trong phòng họp đều bàn tán về việc Wenica có lỡ đang đi chung với người tặng hoa. Menirin nghe xong thì tức giận đi ra ngoài để gọi điện cho Thierry Rakit. Trên điện thoại của anh ta cũng không để tên của người gọi đến, lúc nghe máy còn sử dụng tai nghe, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Wenica và Thierry Rakit ở trên xe liên tục rắc thính, còn trong khi đó, Menirin đau khổ vì không thể gọi điện được cho anh ta. Wenica cùng Thierry Rakit đến một nhà hàng để ăn chung với nhau, vừa bước vào anh ta liền xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Wenica nhìn thấy anh ta gọi điện vô cùng nghiêm túc, thần sắc khá căng thẳng. Ở một nơi nào đó, Pukan sau khi quay phim xong thì đang ngồi nghỉ ngơi. Cô ta nhớ về lần gặp Thierry Rakit ở tiệm hoa lần trước, cô ta còn chụp hình lại với những bó hoa anh ta gửi cho Wenica. Sau đó Pukan gửi tấm hình đã chụp đến cho Wenica, khoe khoang với cô về chuyện Thierry Rakit nhường hoa cho cô ta, vẻ mặt còn cười rất vui tươi. Bán tháo đang tập trung làm việc thì bố anh vào muốn anh trở về nhà lớn để gặp khách. Người khách đó còn là con gái bạn thân của mẹ anh, bố anh muốn anh về để giới thiệu cho hai bên quen biết nhau. Bán tháo liền đuổi bố mình đi ra ngoài và đóng cửa lại. Sau khi gọi điện thoại quay trở lại, cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi khá lạ. Wenica cũng không giấu giếm hỏi anh về cô diễn viên Pukan. Thierry Rakit tỏ ra mình không hề quen biết cô ta, chỉ là gặp nhau ở tiệm hoa rồi nói chuyện về hoa mà thôi. Sau đó hai người cũng không nói gì, Wenica muốn trở về công ty nên anh ta liền đưa cô về. Menirin vừa bước ra khỏi công ty thì nhìn thấy Thierry Rakit ân cần đưa Wenica trở về. Menirin cực kỳ bực bội, cô muốn Wenica đừng liên quan gì tới anh ta nhưng Wenica chỉ cho rằng cô giận vì mình không tham gia cuộc họp. Hai người cãi cọ với nhau một lúc thì Menirin bỏ đi về chỗ xe của mình. Menirin bật khóc nức nở, cô nhớ đến quá khứ hai người còn nhau cố gắng. Wenica đã giúp đỡ cô, thậm chí quỳ xuống xin người khác để Menirin có tiền giúp đỡ mẹ mình điều trị bệnh. Sau đó, Wenica xuất hiện, Menirin hỏi thẳng Wenica có phải đã thích Thierry Rakit hay không nhưng cô tránh né không trả lời. Wenica cũng muốn biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì nhưng Menirin chỉ bảo cô nên tìm hiểu anh ta đã có ai hay chưa rồi hãy quyết định. Sau đó Menirin lên xe bỏ đi. Wenica đứng trong phòng suy nghĩ, Jane bước vào đưa bản báo cáo cho cô. Wenica nói thẳng với Jane về việc cô ta nói những điều khiến Menirin hiểu lầm cô. Nhưng Jane lại tỏ vẻ ngây thơ bảo mình chỉ nói lại những gì Wenica dặn dò mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Wenica vẫn quyết định cho Jane làm việc với chị Dung, không liên quan tới cô nữa. Mặc dù bị đuổi nhưng Jane vẫn mặt dày tươi cười, còn cố ý nói đến chuyện nghe thấy Menirin có hẹn với Thierry Rakit vào ngày thứ tư. Lời nói của cô ta vô cùng bình thường nhưng thực chất là ám chỉ chuyện của Menirin và Thierry Rakit. Chưa để cô ta nói hết câu, Wenica đã tức giận đuổi cô ta ra khỏi văn phòng mình. Sau khi rời khỏi văn phòng, Jane nhớ lại cuộc họp lần trước. Sau khi nghe Wenica không tham gia cuộc họp, Menirin cũng bỏ ra ngoài. Trong lúc tình cờ đi ngang qua, Jane nghe thấy tiếng khóc của Menirin, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của Menirin với Thierry Rakit sẽ gặp nhau vào ngày thứ tư. Nhớ tới đây, vẻ mặt cô ta cực kỳ hung ác như đang xem kịch vui, chắc chắn thứ tư sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Wenica mở lại tin nhắn của Pukan gửi cho cô. Sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định gửi lời yêu cầu theo dõi trên trang cá nhân của Thierry Rakit. Sau đó cô gọi điện cho Menirin nhưng cô ấy không muốn gặp cô. Vì vậy Wenica gọi điện cho anh Sao để tâm sự, hai người nói chuyện với nhau. Trong lúc vô tình, anh Sao có nói rằng bạn trai của Menirin có thể là Thierry Rakit khiến cô phải suy nghĩ. Ngay sau đó Bán Tháo gọi điện thoại tới cho anh Sao, nghe thấy Huy cũng ở đó thì nhanh chóng thay đồ tới. Lúc anh tới thì anh Sao đã đi ra ngoài mua rượu, anh hỏi thăm Huy đến tư vấn về chuyện gì. Sau khi anh nghe nói Wenica muốn tư vấn về chuyện đàn ông thì liền quay thái độ sang 180, không thèm ăn uống. Ghen rõ ràng như vậy mà Wenica vẫn không hề phát hiện ra. Hai người ngồi trên sofa nói chuyện với nhau, Wenica liên tục lải nhải rất nhiều, Bán Tháo cũng không kém. Cuối cùng hai người nói chuyện, đùa giỡn với nhau khá thoải mái. Menirin sau khi về nhà nhìn bàn đồ ăn trang trí cho bạn trai mà cảm thấy buồn bã. Cô cũng nhớ về lúc trước quen biết Thierry Rakit trên Tinder, sau đó hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. Một lát sau Thierry Rakit trở về, anh ta tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khi Menirin chất vấn anh về chuyện của Huy thì anh ta nói lại rằng hai người chỉ là quen nhau trên Tinder mà thôi. Mặc dù biết Menirin có cảm tình với mình nhưng Thrirakit không muốn nghiêm túc với cô. Menirin tức giận đuổi anh ta ra khỏi phòng, cô đau lòng hất đổ bàn ăn đã chuẩn bị từ trước. Trong khi đó Thrirakit ở phía bên ngoài từ đầu đến cuối đều không thay đổi biểu cảm một chút nào. Bên phía Wenika, cô nhìn thấy bức ảnh mình đăng trên IG lúc trước, đang suy nghĩ có nên xóa đi hay không. Bán tháo cũng nhận ra được suy nghĩ của cô, bởi vì nhận được bó hoa giống như bố từng tặng mẹ nên cô rất vui, không muốn xóa đi. Nhưng cô lại không nhớ rằng bán tháo cũng từng tặng cô một bó hoa tulip màu tím, từng đỡ cô khỏi lần bị đâm vào tường. Trong khi Huy đang nói về Thrirakit, bán tháo tức giận cắt ngang lời của cô. Anh muốn biết rằng muốn có người từng làm giống bố cô thì cô có yêu người đó hay không, ngay cả khi đó là người xấu. Wenika vẫn khẳng định người giống bố cô ấy sẽ không xấu. Trong lúc tức giận bán tháo đã nói ra lòng của mình nhưng tiếc là Wenika không hiểu. Lúc bán tháo muốn thổ lộ với cô thì anh Sao từ bên ngoài trở về. Cả ba người uống tới mức say mềm, anh Sao gục trước còn Wenika thì khăng khăng đòi về. Sau hồi giằng co với Wenika, bán tháo bị cô kéo xuống ghế, anh ôm cô đang ngủ say ở trong lòng. Bán tháo nghĩ đến quá khứ bốn người đều là bạn thân cùng đi uống rượu, cùng tâm sự nói chuyện với nhau. Khi đó bốn người đều hẹn ước với nhau sẽ không bao giờ tách rời nhau cũng uống rất nhiều đến mức Wenika say mềm. Menirin cũng từng hỏi bán tháo có phải thích Wenika rồi không nhưng anh không muốn tình yêu là phá vỡ tam gia ba người. Đúng với lời hẹn của mình, Wenika đúng ngày đúng giờ đến đón bà Đặng Quốc đi cà phê nói chuyện với nhau. Hai người cùng đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, Huy dò hỏi bà Đặng Quốc về kem của cô. Bà Đặng Quốc cũng hết lòng khen ngợi chất lượng của sản phẩm nhưng thiết kế bao bì chưa được đẹp và sang trọng. Bà Đặng Quốc sẵn sàng giới thiệu cho cô một sở thiết kế mẫu mã vô cùng chất lượng nhưng giá cả hơi cao một chút. Sau khi trò chuyện với nhau, bà Đặng Quốc còn muốn giới thiệu cháu trai của mình cho cô. Hai người đã có một bữa ăn vui vẻ. Sau đó Wenika đưa bà Đặng Quốc trở về nhà. Bên này Jane và bạn mình đang uống rượu ở trong quán bar. Một chàng trai áo đen phía sau lưng cô ta đi tới muốn làm quen. Nhưng câu hỏi đầu tiên của cô ta là muốn xem chìa khóa xe của anh. Khi thấy chỉ là một hãng xe bình thường thì cô ta từ chối đi ra chỗ khác. Tìm một chỗ thoải mái hơn, Jane tự mình chụp ảnh gửi cho Thrirakit muốn hẹn anh về nhà riêng của mình. Sau khi cô ta tâm sự với cô bạn của mình, mục tiêu cô ta đã nhắm tới thì chắc chắn phải đạt được. Ngay sau đó Jane vui mừng vì anh ta đã đồng ý cuộc hẹn nên cô ta nhanh chóng thu dọn đi ra ngoài. Tại nhà mình, Wenika phiền lòng vì vốn của công ty hiện tại đang không đủ, cô cần phải tìm thêm người đầu tư. Wenika cùng Menirin đi tham gia một sự kiện nhỏ để tìm người đầu tư. Trong lúc đang giao lưu với khách hàng thì MC giới thiệu một nhà đầu tư lớn theo sau ông ta là Pukan ăn mặc lộng lẫy. Hai người đang có hứng thú với nhà đầu tư thì cũng bị cô ta làm cho mất hứng. Ngay cả khách hàng đã nói chuyện cũng chạy theo Pukan, còn nhờ Wenika chụp ảnh cho hai người. Nhà đầu tư lớn của buổi sự kiện hôm nay cũng là bố của Pukan. Hai người Wenika cũng giới thiệu về công ty của mình. Dưới lời của con gái, ông ta cũng nhớ đến quảng cáo mà con mình bị hủy. Không những không hiểu con mình, ông ta còn trách mắng cô trước nhiều nhà đầu tư khác. Một bên khác, Jane hẹn Thrirakit ra quán cà phê hẹn nói chuyện. Cô ta còn thẳng thắn nói ra anh ta đang quen hai người cùng một lúc. Cô ta đề nghị giúp đỡ Thrirakit lựa chọn một trong hai người, còn giả vờ khoác tay Thrirakit. Wenika không thể kiếm được nhà đầu tư nào tại sự kiện đành phải kiếm người khác ở bên ngoài. Khi Wenika vừa định đi ra ngoài chợt nhớ lại một người có thể đại diện cho thương hiệu của họ. Cô nhanh chóng bảo Menirin sắp xếp cuộc họp để bàn về người đại diện. Còn về Jane, cô ta cố tình nói lớn chuyện công ty có cuộc họp gấp do Wenika và Menirin đề nghị. Cô ta còn ấp mở nói chuyện công ty thiếu tài chính cho Thrirakit nghe. Jane chủ động lấy điện thoại anh ta để lưu số của mình, nhấn mạnh muốn gặp anh ta mỗi ngày. Tuy nhiên thái độ của anh ta vẫn khá bình thản. Trên đường Jane trở về, Thrirakit nhắn tin cho cô ta muốn biết về vốn đầu tư của Wenika nên sẽ hẹn gặp ăn chung với cô ta. Bán tháo đang làm việc nhưng vô tình làm gãy tượng nên tìm một bình keo để dán nói lại. Nhìn thấy bình keo trắng, anh nhớ lần đầu tiên gặp Wenika, bởi vì bình keo bị đổ nên cô vấp té được anh đỡ nhưng Huy còn mắng anh nữa. Trong cuộc họp, Wenika giới thiệu về người đại diện mới và kế hoạch quảng cáo mới. Một lát sau Jane vội vàng chạy tới, Wenika khá bất ngờ khi nhìn thấy cô ta, đang có ý định đuổi đi thì Jane mặt dày đi lại bàn họp nên cô đành im lặng. Chương trình quảng cáo của họ sẽ được tổ chức với quy mô lớn, trong đó sẽ lựa chọn một MC có sức ảnh hưởng. Jane liên nhanh tay đề nghị mình sẽ xử lý chuyện MC, về phần còn lại Wenika sẽ chịu trách nhiệm. Xong cuộc họp, khi mọi người đang nói về vốn đầu tư, Jane chạy tới đòi xem nhưng bị mọi người cản lại. Wenika đến tìm bà Đặng Quốc muốn bà trở thành đại diện thương hiệu cho công ty của mình. Nhưng bà Đặng Quốc cảm thấy hai người họ chưa quen biết được bao lâu, bà từng là một CEO của công ty, từng làm việc rất nhiều mà chưa từng sống cho bản thân. Vì vậy bà cảm thấy bà ấy không muốn nói đến chuyện tiền bạc, bà chỉ muốn tìm hiểu về thương hiệu của Wenika. Bà yêu cầu Wenika đưa cho mình xem yêu cầu và đồng ý sáng mai sẽ đến công ty của cô. Trên đường về, Thrirakit gọi điện cho cô nhưng vẻ mặt Wenika không hề hào hứng. Sau khi nghe anh ta hẹn mình ngày mai đi gặp chuyên gia là kem hóa trị, Wenika chần chừ một lát nhưng vẫn từ chối anh ta. Sau đó cô liền lấy lý do đang lái xe để tắt điện thoại của anh ta. Sáng hôm sau, Wenika đưa bà Đặng Quốc đến phân xưởng để xem quy trình sản xuất kem của công ty. Sau khi hai người bàn bạc lại với nhau, bà Đặng Quốc trả lời không muốn làm người đại diện nhưng có hứng thú trở thành nhà đầu tư cho công ty của cô. Đây quả thật là một điều bất ngờ vô cùng lớn, cô nhanh chóng trở về công ty báo tin mừng cho Menirin. Kéo Menirin về phòng của mình, Wenika kể lại chuyện mình từng gặp bà Đặng Quốc và sự giúp đỡ của bà ấy lúc cô đang thất vọng.
Bà ấy cũng là người rất phù hợp với công ty, cô muốn Manirin cùng cô đi gặp bà ấy để biết bà ấy có đáng tin hay không. Thời gian gặp mặt của mọi người được sắp xếp vào chiều ngày mai. Sau khi hai người đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Can đang thập thò bên ngoài, thấy hai người Jin giả vờ như đang đưa hợp đồng cho cô ký tên. Lúc Wenika quay đầu đi, Jin vội vàng hỏi cô đi đâu, điều này cũng là cho Manirin và Wenika nghi ngờ cô ta. Sau khi biết được Wenika đi gặp nhà đầu tư, Jin liền nhắn tin cho Thierry Rakit. Anh ta đồng ý hẹn gặp cô ta vào 8 giờ tối để nói chuyện. Tối đó, Wenika cùng Manirin và chị Dung đều đúng hẹn đến gặp nhà đầu tư là bà Đặng Wood. Hai người cũng nói chuyện về cháu trai của bà ấy. Sau khi Manirin vô tình hỏi thì mới biết được bà ấy là nhà đầu tư từ Indo và Malay. Hai người cùng nghĩ về người cháu trai của bà ấy có thể là người đó. Cuối cùng, bà Đặng Wood đi vào theo sau bà chính là Thierry Rakit, cũng là người mà Wenika và Manirin đang nghi ngờ. Mọi người giả vờ như không quen biết chào hỏi qua với nhau. Nhưng Thierry Rakit lại nói đến mình là người đã gửi hoa hai lần đến cho Wenika, còn với Manirin lại là tình cờ quen biết. Anh ta còn nói với dì mình việc gửi hoa đến cho công ty Wenika là vì thể hiện thành ý muốn đầu tư. Trong suốt bữa gặp mặt, thái độ của Manirin cực kỳ không vui vẻ, cô rất hoảng sợ trong lòng. Mặc dù Thierry Rakit nhận ra được điều đó nhưng anh ta lại không hề quan tâm mà chỉ tập trung vào Wenika. Tối đó Bán Tháo đến nhà anh Sao, anh muốn cùng anh Sao và Wenika cùng Manirin đi ăn tối. Nhưng sau đó anh mới biết hai người họ đang đi ăn chung với nhà đầu tư, mà người đó Wenika mới chỉ gặp vài lần khiến Bán Tháo cảm giác không ổn. Trong lúc đàm phán với nhau, bà Đặng Quốc hỏi han rất nhiều về những người khác cùng làm việc với Huy, đặc biệt là Manirin. Bà còn nhấn mạnh muốn biết lý do cháu bà và Manirin gặp nhau được. Manirin đành phải nói dối rằng mình gặp anh trên một group doanh nhân, bà Đặng Quốc lại tưởng hai người quen nhau trên ứng dụng Tinder. Cảm giác quá ngột ngạt nên Manirin xin phép ra ngoài, sau đó cô nhắn cho chị Dung xin được về nhà trước. Vừa quay đầu trở về cô gặp được Thierry Rakit, cô đã cố gắng tránh né nhưng anh ta lại kiếm chuyện với cô. Nếu Wenika có đồng ý để anh ta trở thành nhà đầu tư thì Manirin cũng không hề quan tâm. Ngay khi Manirin rời đi, Jin nhắn tin cho anh ta muốn hẹn gặp vào lúc 9 giờ tối nay nhưng anh ta đã từ chối. Nhưng Jin vẫn quyết định chờ anh ta, còn cố ý chọn bộ đồ vô cùng quyến rũ. Trở lại bàn ăn, mọi người ăn uống bình thường với nhau, bà Đặng Quốc đề nghị Thierry Rakit cùng Wenika tìm hiểu về thương hiệu của cô. Anh ta đề nghị sáng ngày mai sẽ tự mình lái xe đến đón cô đến công ty. Suốt một buổi điện thoại của Thierry Rakit không ngừng vang lên khiến bà Đặng Quốc rất tức giận. Sau khi tiễn Wenika trở về, bà ta giành lấy điện thoại của anh để nghe máy khiến Jin sửng sốt không biết chuyện gì. Bà còn cảnh cáo Thierry Rakit không nên là chuyện quá đáng trong khi họ đang hợp tác với cô. Trên đường trở về, Wenika luôn nghĩ rất nhiều về buổi gặp mặt ngày hôm nay của bọn họ. Huy vô cùng lo lắng cho bạn thân của mình. Theo lời của chị Dung, cảm giác buổi gặp mặt ngày hôm nay giống hệt như một buổi xem mắt. Chị cũng khuyên cô nên xem xét mọi khía cạnh của sự việc trong cả công việc, bạn bè hay đàn ông. Sau khi đưa chị Dung về nhà, cô nhắn tin hẹn Thierry Rakit 8 giờ ngày mai đến đón cô. Sáng ngày hôm sau, cô đứng trước cổng chờ Thierry Rakit tới. Hai người còn đặc biệt mua hai lý cà phê giống nhau cho đối phương. Sau đó họ cùng nhau đến cửa hàng cửa thương hiệu Wenika để xem quy trình sản xuất. Chị Dung đến công ty thì nhìn thấy Manirin đang ngồi trầm tư một mình, chị an ủi cô rất nhiều. Chị Dung cũng nói Wenika rất lo lắng cho Manirin nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi chị ấy rời đi, Manirin gọi điện thoại rủ Bán Tháo đi ăn thịt nướng với mình. Vừa bước xuống tầng, Jin đã liên tục hỏi cô Wenika đang đi đâu. Manirin cực kỳ không thích Jin quan tâm quá đáng đến vấn đề đầu tư của công ty, cô cố tình nói cho Jin biết người đầu tư mới chính là Thierry Rakit. Jin vô cùng bất ngờ liền nhắn tin đến cho anh ta, chắc chắn không chọn cô ta chính là sai lầm. Trên đường về, Thierry Rakit nhìn thấy trường cũ nên nhớ đến chuyện mình từng học lúc trước, quán quen thường xuyên ghé đến. Nhìn vẻ mặt anh ta vô cùng trân trọng nên Wenika đề nghị đến ăn quán hủ tiếu mà anh ta nhắc đến. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn kem, Thierry Rakit còn lau ít kem dính trên mặt giúp cho Wenika. Kết thúc buổi tham quan, anh ta đưa cô về nhà và đề nghị được vào nhà nhưng bị cô từ chối. Thierry Rakit giải thích với Wenika, anh ta nói mình với Manirin chỉ là vô tình quen biết và chỉ dừng ở mức độ như vậy. Nhưng giữa hai người, Wenika vẫn quyết định lựa chọn bạn của mình hơn, nói xong liền lên xe rời đi. Bên khác, Manirin hẹn Bán Tháo và Sao cùng ra quán thịt nướng, vừa nhắc đến Wenika cô đã rất tức giận. Manirin nói với hai người họ về chuyện xảy ra gần đây của bọn họ, cùng nói chuyện cô quen Thierry Rakit trên một nền tảng ứng dụng. Cô sợ rằng nếu hai người Wenika và Thierry Rakit hợp tác chung với nhau sẽ có chuyện xảy ra. Anh Sao cho cô lời khuyên, đối với chuyện đầu tư và người từng nói chuyện, tặng hoa là hai việc khác nhau sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên khuyên cô yên tâm. Sau khi ăn xong với mọi người, Bán Tháo đến gặp Wenika để nói chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng đầu tiên anh muốn cô quan tâm mình một chút thì Wenika lại trả lời cho có lệ. Hai người ngồi trên xe vừa nói chuyện vừa đi, cô cũng nói chuyện về việc vừa tìm được nhà đầu tư lớn. Bán Tháo tin chắc rằng người đàn ông đó có vấn đề, ngay cả Manirin và anh Sao đều cảm thấy như vậy. Sau khi biết chuyện cả ba bàn tán sau lưng chuyện cửa mình khiến cô cảm giác rất tức giận. Khi Bán Tháo chở cô đến công ty thì Thierry Rakit cũng vừa đi tới nơi, hai người vừa gặp nhau đưa dương cung bạt kiếm. Bán Tháo còn cố tình nói những lời khiến Thierry Rakit cảm giác được sự uy hiếp. Tại công ty, bà Đặng Quốc đến công ty của Wenika để xem tình hình, biết chuyện Wenika đi chung với cháu trai của mình nhưng vẫn cố tình hỏi cô đang ở công ty hay không. Ngay cả Jin cũng có mặt tại đó, cô ta nhận ra giọng nói người trong điện thoại hôm trước chính là của bà ấy. Bà Đặng Quốc muốn đi thăm công ty thì Jin đề nghị đưa bà đi, còn tự nhận bản thân là trợ lý của Wenika.
Cuối cùng vẫn là Manny Rin đưa bà Đặng Quốc đi để cô ta ở lại làm việc với chị Dung. Sau đó, Wenica cũng biết được chuyện bà Đặng Quốc đến tham quan công ty. Sau khi tham quan một lượt quay công ty liền xin danh sách nhân viên công ty, yêu cầu phải có cả Manny Rin trong đó, bao gồm thực lực và trình độ học vấn. Bà Đặng Quốc nhấn mạnh đến chuyện Thierry Rakit rất nghe lời bà, nếu bà không thích ai thì anh ta cũng không thể thích, nhất là người ăn bám bạn. Nghe những lời này, Manny Rin vô cùng tức giận, chưa kịp nói chuyện thì bà Đặng Quốc đã đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi công ty, Jane đã nhanh chóng bám theo bà Đặng Quốc. Cô ta nói mình quen với Thierry Rakit, còn kể bản thân hiểu rõ biết sở thích của anh ta như thế nào. Trong suốt cả buổi, bà Đặng Quốc chỉ ăn kẹo rồi gấp giấy, trên mặt thì bình thản nhưng lời nói cực kỳ khắc nghiệt khiến Jane tức nghẹn. Jane chạy vào trong phòng, cô ta tức tối khi bị bà Đặng Quốc mắng là người nhiều chuyện, còn đập phá đồ đạc trong công ty thì bị Manny Rin trên lầu nhìn thấy. Manny Rin chửi cô ta nên xem lại hành động của mình, nhưng Jane lại thấy hai người họ đều giống nhau, đều bị bà ta xúc phạm. Bên khác, Wenica cùng Thierry Rakit cùng đến gặp chuyên gia kem hóa trị. Cô muốn được hợp tác để sản xuất ra loại kem tốt nhất nhưng chi phí quá cao. Trong lúc cô đang băn khoăn có nên làm hay không, Thierry Rakit đã trả lời giúp cô, cũng sẽ bên cạnh hỗ trợ cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau khác đi một chút, xen lẫn thêm gì đó. Sau khi tiễn chuyên gia rời đi, hai người gặp cô diễn viên Pukan cũng có mặt tại đó. Cô ta chế giễu Wenica không kiếm được nhà đầu tư còn đến gặp Thierry Rakit để kiếm tiền. Wenica bất ngờ khi anh ta đứng ra che chở cho cô, còn cầm tay của Wenica kéo cô ra ngoài. Wenica rất cảm ơn Thierry Rakit đã giúp cô lấy lại mặt mũi trước mặt của Pukan sau lần gặp ở sự kiện nhà đầu tư. Lúc này anh ta cũng nói câu trả lời cho cô, những chuyện anh ta nói đều là sự thật, ngay cả chuyện giúp cô sản xuất kem hóa trị cũng là thật. Những lời nói này khiến cho Wenica cảm thấy hơi rung động, còn Puka thì tức điên lên chửi mắng Wenica và Thierry Rakit. Đưa Wenica đến công ty, Thierry Rakit tỏ tình với cô, anh ta nói mình rất thích cô. Giọng nói và thái độ của anh ta vô cùng thành thật, ngay giây sau bán tháo xuất hiện đến đưa cô đi. Wenica cũng viện cớ nhanh chóng rời khỏi không trả lời câu hỏi của Thierry Rakit. Bán tháo đưa Wenica về nhà của anh sao, cả Manny Rin cũng đang có mặt tại đó. Không khí quá nặng nề nên anh sao kéo bán tháo đi ra ngoài mua thức ăn. Lúc này chỉ có Wenica cùng Manny Rin nói chuyện với nhau, Manny Rin đề nghị nên tìm một nhà đầu tư mới. Manny Rin quyết định nói ra chuyện quen biết của cô với Thierry Rakit, cũng là người nghe điện thoại của Wenica tối hôm đó. Trong khi đó, bà Đặng Quốc ở nhà chờ cháu trai của mình về. Sau khi Thierry Rakit vừa bước vào, bà đã chất vấn anh ta chuyện của Jane và Manny Rin. Nhắc anh nhớ rõ về mục tiêu của họ là hợp tác với Wenica. Tối hôm đó, Wenica đau đầu chuyện tài chính của công ty và chuyện bày tỏ của Thierry Rakit. Cô muốn có được tiền đầu tư, nếu không thì phải sa thải một số lượng nhân viên. Cô cảm thấy mệt mỏi nên muốn đi về trước. Điều này làm Manny Rin cảm thấy cô không vui sau khi Manny Rin nói ra tất cả. Hai người cãi nhau một trận, Wenica còn vô tình nói những lời làm tổn thương tới Manny Rin. Bán tháo chạy đuổi theo Wenica, anh nói rõ bản thân cũng không thích cô đến gần với anh ta. Nhưng chưa kịp nói lại một lần nữa thì điện thoại của Wenica vang lên. Chuyên gia kem hóa trị bỏ đầu tư với bên nước Đức để đầu tư vào kem của cô. Tuy nhiên mức đầu tư vô cùng cao nên Wenica muốn bàn bạc với Thierry Rakit trước. Với sự hiếu thắng của mình, Wenica vẫn quyết định đầu tư làm kem dưỡng hóa trị của mình. Bán tháo không nói đến chuyện đang dở gian lúc nãy, cô chỉ cần hứa sẽ quản lý tốt cảm xúc của mình. Mặc dù Wenica ngoài miệng hứa với anh nhưng bán tháo lại biết rõ cô có thể sẽ không làm được. Ngày hôm sau, lúc kết thúc buổi nói chuyện với đối tác, chị Dung chạy đến đưa cho Wenica lá thư xin từ chức của Manny Rin cho cô. Lúc cô chạy đến thì Manny Rin đang thu dọn đồ đạc, Wenica bảo mọi người ra ngoài để mình nói chuyện riêng với Manny Rin. Manny Rin quyết định xin từ chức về chăm sóc mẹ nếu Wenica vẫn quyết định nhận vốn đầu tư của Thierry Rakit. Cho dù Wenica khuyên bảo hay xin lỗi với những lời nói tối qua thì Manny Rin vẫn lựa chọn rời đi. Khi mọi người còn đang không biết chuyện gì xảy ra với hai người, Jane cố tình nói về chuyện bà Đặng Quốc khó chịu sau khi nói chuyện với Manny Rin. Điều này là cho mọi người nghĩ rằng chuyện Manny Rin rời đi là do bà Đặng Quốc. Chị Dung trở về phòng an ủi Wenica đang vô cùng bất lực. Trong lúc nói chuyện, chuyên gia kem hóa trọ gọi đến đồng ý chịu chi phí để bọn họ đến Đức hợp tác sản xuất kem. Sau khi suy nghĩ, Huy vẫn quyết định mở cuộc họp, lên kế hoạch cho dù không có Manny Rin ở đây. Những ngày sau, Wenica vô cùng bận rộn chạy đi kêu gọi và tập trung kế hoạch sản xuất kem. Tuy nhiên số chi phí cô phải trả lên đến 12 triệu. Lập tức Wenica quyết định gọi cho Manny Rin nhưng cô không nghe máy. Sau đó cô gọi điện cho anh sao và bán tháo nhưng vẫn không thể liên hệ được. Trong lúc đang hoang mang, Thierry Rakit xuất hiện mua cà phê và bánh cho cô. Wenica cùng hai dì cháu đi gặp chuyên gia Thor, bọn họ nói chuyện hợp tác với nhau. Sau khi nhân viên nhắc nhở quán sắp đóng cửa, bà Đặng Quốc cùng Thierry Rakit đi ra ngoài thanh toán hóa đơn, trong phòng chỉ còn lại cô và chuyên gia. Wenica vẫn quyết định đưa hết số tiền đã bàn trước là chuyên gia là 12 triệu bạt. Ông ta cũng thiện ý nhắc nhở cô nên giữ công thức lại cho riêng mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không cần phải bắt đầu lại. Kết thúc buổi gặp mặt, Thierry Rakit đưa Wenica trở về nhà, anh ta còn tiến đến gần sát người Wenica để cài dây an toàn cho cô. Sáng sớm, bán tháo đã chạy đi mua hoa tulip tím và đến tiệm bánh mua bánh cho Wenica nhưng đã hết bánh. Thierry Rakit từ sớm để đến đón Wenica, anh ta chúc mừng sinh nhật cô bằng một bó hoa tulip tím vô cùng lớn. Wenica quay đầu nhìn lại như đang chờ đợi ai đó nhưng vẫn không ai, Thierry Rakit vì có một bất ngờ khác nên đã đưa cô đi. Khi Wenica vừa bước lên xe của Thierry Rakit cũng là lúc bán tháo đi tới nhìn thấy hết tất cả. Anh nhìn lại bó hoa cùng với bánh mình đã vất vả mua cho cô, sau đó thất vọng vứt hết vào trong thùng rác.
Trên đường đi, Bán Tháo nhớ về sinh nhật mọi năm của cô, từ lúc nhỏ đến lớn anh đều là người đầu tiên chúc sinh nhật cô bằng bánh quẩy mà cô thích nhất. Chị cũng mệt mỏi đến công ty, sau một hồi nói chuyện với bác Jeep, chị mới biết được Wenica đã dùng gần 20 triệu bạt cho chi phí nắp chai. Trong đó, tiền cho loại kem dưỡng mới là 12 triệu bạt đã bị Wenica lấy đi đưa cho chuyên gia. Mặc dù nửa chi phí đã có Thorira Kid lo nhưng là phần ai người nấy trả. Thorira Kid chuẩn bị một bữa sinh nhật hai người ngoài trời cho Wenica, cô cũng chụp hình hoa quả và anh ta đăng lên trang cá nhân. Những hình ảnh này đều được bà Đặng Quốc, Jen và Menirin nhìn thấy. Buổi tiệc kết thúc, Thorira Kid muốn được cầm hoa tận tay đến nhà để tặng cho mẹ cô, Wenica cũng không từ chối. Hai người họ lại được mẹ cô mời ở lại dùng cơm, cả ba người nói chuyện vui vẻ, anh ta còn chụp hình gia đình đăng lên trang cá nhân của mình. So với bà Đặng Quốc vui mừng khi thấy hình ảnh Thorira Kid đăng lên mạng thì Jen vô cùng bực bội, còn Menirin thì vô cùng lo lắng. Menirin lập tức gửi ảnh qua cho anh Sao lại gọi điện cho Bán Tháo muốn biết anh ấy đến trễ hay không đến sinh nhật Quy. Nhưng Bán Tháo lại nói rằng mình quên sinh nhật cô, nhìn thấy bức ảnh gia đình ba người làm anh rất phiền lòng. Sau khi bữa cơm kết thúc, Thorira Kid bày tỏ mình thích Wenica trước mặt mẹ cô nhưng bị cô kéo ra ngoài. Thorira Kid nhất quyết nói rõ với Wenica mình yêu cô, cũng từ ánh mắt của cô biết rằng cô cũng có tình cảm với mình. Khi Wenica vừa quay lưng đi, Thorira Kid kéo cô lại và hôn nhẹ lên môi cô. Thorira Kid cũng cực kỳ chân thành bày tỏ muốn cô chấp nhận tình cảm của anh ta. Bukan gặp bố mình để tìm hiểu về công ty của Thorira Kid, bố cô cũng đã điều tra về công ty của dì cháu Thorira Kid. Mặc dù được mọi người biết đến nhưng thực chất đó chỉ là một công ty nhỏ không quá nổi tiếng. Nhưng Bukan lại khó chịu với thái độ đầu tư cho Wenica giống như công ty anh ta có cả trăm tỷ. Wenica hẹn gặp Bán Tháo ra quán cà phê để nói chuyện với nhau. Cô tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn khiến Bán Tháo bất ngờ, cũng biết người cô lựa chọn là Thorira Kid. Cô chọn nói cho Bán Tháo đầu tiên vì không nghĩ người khác sẽ chấp nhận điều này. Nhưng Bán Tháo tức giận vì cô dùng từ người khác với Menirin và anh Sao cũng không hỏi anh có chấp nhận hay không. Bán Tháo nhu nhược không nói ra tình cảm của cô mà lựa chọn trốn tránh, đưa cô cho một người khác. Anh nhớ đến lúc trước Wenica từ hỏi nếu cô kết hôn hai người có thể làm bạn được không thì Bán Tháo đã lựa chọn làm bạn nhưng sẽ không còn thân như trước. Điều này đã trở thành hiện thực sau khi Wenica công bố kết hôn. Những ngày tới, Wenica đã tập trung lựa chọn trang phục lễ cưới của mình. Sau khi gọi điện cho Thorira Kid nhưng không được, cô gọi điện cho bà Đặng Quốc muốn hỏi anh ta sẽ ở Edo bao lâu và chuyện công việc. Bà Đặng Quốc bảo cô chỉ cần lựa chọn theo sở thích của mình còn về công việc sẽ do bà quản lý giúp cô. Sau khi thử váy cưới xong, Wenica và Bán Tháo hẹn nhau tại một quán cũ của bốn người bọn họ. Cô tưởng chừng anh Sao và Menirin sẽ tới nhưng Bán Tháo lại không nói cho hai người họ. Mặc dù là quán quen nhưng người đã khác, sau đó Thorira Kid đi công tác trở về gọi điện cho cô. Hai người ra khỏi quán, hai người đều cùng nhớ về chuyện lúc trước cô say xỉn nằm trên bàn. Khi Bán Tháo và Menirin nói về chuyện anh thích cô thì khi đó Wenica cũng nghe hết tất cả. Cô do dự đến nói với Bán Tháo, nếu như anh nói chuyện nghiêm túc, nói ra anh lo lắng cho có thì có thể. Nhưng Bán Tháo lại cắt ngang lời của Wenica, anh lại hèn nhát trốn tránh mọi vấn đề về tình cảm với cô. Sau khi trở về, Bán Tháo đến nhà anh Sao, anh ấy cũng biết chuyện của Bán Tháo và Wenica. Anh Sao rất bức bối vì Bán Tháo luôn trốn tránh không nói ra tình cảm của mình với Wenica trong khi anh có 10 năm bên cạnh cô. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã quá muộn màng để anh nói lời yêu của mình. Lễ cưới được chính thức cử hành, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Khi Wenica cùng Thorira Kid lập lời thề và trao nhẫn cho nhau, Bán Tháo cảm thấy vô cùng đau khổ, buồn bã. Điều đáng chú ý là trong lễ cưới của hai người bên phía khách mời cả nhà trai đều không có ai tham gia. Sau khi thay trang phục, Wenica đến gặp Menirin, hai người ôm nhau thắm thiết, Menirin cũng thật lòng chúc cô được hạnh phúc. Sau đó mọi người cùng nhau chụp hình với cô dâu, dù đổi bao nhiêu kiểu chụp thì Bán Tháo vẫn đứng bên cạnh cô. Khi bị mọi người chen lấn xíu té ngã, Bán Tháo cũng đỡ cô, điều này cũng bị bà Đặng Quốc nhìn thấy. Bán Tháo chúc mừng đám cưới, mong Wenica hạnh phúc và câu cuối cùng trước khi đi của anh là bày tỏ mình cũng yêu cô. Trước sự ngơ ngác của Wenica, Bán Tháo đã rời đi mà không hề quay đầu lại. Hôn lễ kết thúc, Wenica và Thorira Kid trở về nhà. Ngay sau đó điện thoại của anh ta kêu lên bảo là bà Đặng Quốc đau đầu nên cần anh ta đến gấp. Wenica chờ đến hơn 12 giờ đêm, nhắn tin cho anh ta nhưng không ai trả lời lại. Wenica mở những hộp quà cưới của mọi người đã tặng cho cô. Trong mỗi hộp quà bí mật cô nhìn thấy những tấm ảnh của Thorira Kid thân mật cùng rất nhiều người phụ nữ. Cô hoảng sợ gọi điện cho anh ta nhưng không gọi được. Wenica gọi điện cho bà Đặng Quốc thì biết được bà không có chuyện gì, không đau đầu như anh ta nói. Sau khi tắt máy với bà Đặng Quốc, Wenica lái xe đi ra ngoài. Ngay sau đó Thorira Kid gọi điện thoại đến cho cô. Anh ta bảo tình trạng của bà Đặng Quốc không ổn nên ở lại chung cư để canh cho bà ấy. Cô đã hỏi lại nhưng anh ta vẫn chắc chắn như vậy. Vào đêm đầu tiên của hai người, Thorira Kid đã cho cô một món quà quá bất ngờ đi. Wenica lái xe trở về nhà của mình. Cô nhặt từng bức ảnh của Thorira Kid và những người phụ nữ khác lên. Trên mỗi bức ảnh còn ghi rõ ngày tháng anh ta đi gặp những người phụ nữ khác, trong đó có cả hình của anh ta và Menirin. Wenica đau khổ hét lớn, hất đổ những món quà trên bàn xuống đất. Cô cả đêm không ngủ đã đi tới công ty từ lúc sáng sớm. Sáng hôm sau, Wenica gọi điện cho Thorira Kid hỏi về tình trạng của bà Đặng Quốc nhưng anh ta vẫn nói dối. Nhận ra được giọng nói của cô có vấn đề nên anh ta đã hỏi thử nhưng Wenica lại coi như không có chuyện gì để tránh né. Wenica lái xe đến trước nhà bà Đặng Quốc để xem Thorira Kid có thật sự đến đón bà Đặng Quốc hay không. Sau khi gặp bảo vệ, từ lúc 6 giờ sáng đến bây giờ Thorira Kid vẫn chưa hề đến một lần nào.
Wenica quyết định tự mình lên nhà bà Đặng Wood. Khi cô bước vào đã nhìn thấy Therirakis ở trên lầu đi xuống. Bà Đặng Wood nói rằng anh cũng mới đến từ lúc sớm, tức là tối qua anh không hề ở tại nhà của bà Đặng Wood. Wenica tức giận chất vấn anh ta, còn đưa cho bà Đặng Wood xem những tấm hình mà người khác gửi làm quà cưới cho cô. Sau khi xem xét những bức hình đó, bà Đặng Wood khuyên bảo cô anh ta đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Wenica. Therirakis cũng nói đó chỉ là quá khứ. Wenica quyết định không tra cứu, nhưng khi hỏi chuyện tối qua anh ta đi đâu thì Thiralis không thể trả lời. Cuối cùng bà Đặng Wood lên tiếng, hai dì cháu bọn họ diễn một vở kịch rằng Therirakis đã đi gặp người bố bỏ ra anh ta lúc nhỏ. Sau đó hai người lớn tiếng cãi nhau, bà Đặng Wood bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Wenica. Sau đó, Therirakis cũng kể về chuyện của mình với bố lúc nhỏ. Bố anh ta là một kẻ nghiện cờ bạc, sau lần thua nặng nề ông ta đã lục tung nhà để lấy hết số tiền tiết kiệm của anh đi đánh cờ bạc. Khi bọn đòi nợ đến đòi tiền, anh không có người bên cạnh, không có ăn là do dì Đặng Wood đã cứu anh ta. Chính vì vậy, Therirakis mỗi lần gặp bố anh ta đều sẽ không nói với bà Đặng Wood vì sợ bà ấy tức giận. Therirakis cũng thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, không hiểu rõ người gửi đến với mục đích gì. Tuy nhiên, Wenica vẫn không trả lời vấn đề của anh ta, cô trở về công ty trước. Sau khi ra khỏi phòng, bà Đặng Wood nhanh chóng kéo cô lại khuyên bảo, muốn nói chuyện với cô sau. Điều quan trọng là Wenica phải chuẩn bị tốt cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới ngày hôm nay. Bà Đặng Wood cũng chắc chắn sẽ không để Therirakis có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Dỗ dành Wenica đi xong, bà ta quay trở về nói chuyện với Therirakis, mong muốn chuyện này sẽ chấm dứt sau buổi họp báo. Wenica đến công ty nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, Jane lớn tiếng hỏi sau đêm tân hôn thì gặp rắc rối gì sao khiến Wenica tức giận. Cô gọi chị Dung vào phòng để nói chuyện, khi đó Jane ở bên ngoài nghe lén. Nhìn thấy nhân viên mang nước cam cho Wenica, cô ta giành lấy để mang vào cho cô. Sau đó, Jane nói chuyện tối qua Therirakis kể cô nghe chuyện sáng mai anh đến đón bà Đặng Wood và bóng gió chuyện hai người ở với nhau tối qua. Wenica cực kỳ hoảng sợ, cô tức giận đuổi Jane đang có vẻ mặt đắc ý ra khỏi phòng. Wenica nhìn di ảnh của bố mình, cô nhớ lời bố dặn dò mình sẽ làm được cho dù có bất kỳ khó khăn gì. Buổi họp báo được chính thức bắt đầu, hai người cùng ký kết hợp đồng xong thì cùng với báo chí chụp ảnh. Chị Dung ngồi bên dưới hay bán tháo xem phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy Wenica đang không ổn. Còn Jane ngồi bên dưới nhìn hai người chụp hình thân mật với nhau nên rất tức tối. Buổi họp báo kết thúc, bà Đặng Wood đưa cho cô tấm vé bao trọn gói tuần trăng mật tại Malay, hy vọng cô sẽ từ từ tìm hiểu về Therirakis, những công việc ở đây sẽ do bà Đặng Wood lo liệu. Therirakis đi về văn phòng của Wenica, anh ta kể lại tất cả những người anh ta quen trong bức ảnh, cũng chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc. Dưới sự hứa hẹn của anh ta, Wenica cuối cùng cũng tha thứ. Hai người đã trải qua những ngày vô cùng hạnh phúc trong tuần trăng mật ở Malay. Vào một ngày nọ, Therirakis dụ dỗ Wenica đi ra ngoài và lén lút lấy điện thoại khác để gọi điện. Wenica đang đi trên đường sực nhớ ra mình quên chân máy nên đã quay trở lại phòng. Cùng lúc đó, Therirakis đang gọi điện thoại cho một người nào đó vô cùng thân mật bị cô nghe thấy. Quan trọng là anh ta sử dụng một chiếc điện thoại khác không phải điện thoại ngày thường. Ngay khi anh ta quay đầu lại, Wenica đã bỏ đi, tiếng đập cửa thu hút sự chú ý của Therirakis. Nhưng khi anh ta chạy ra ngoài kiểm tra thì không thấy một người nào ở xung quanh. Lát sau Wenica đi ra từ một góc ở căn phòng phía bên cạnh. Tại nhà anh Sao, ba người bán tháo, Menirin và Sao nói chuyện về tuần trăng mật của Wenica và Therirakis. Ngay sau đó, chị cũng gọi điện cho Menirin thông báo chị ấy muốn xin nghỉ việc. Vì lo lắng có chuyện sẽ xảy ra nên bán tháo cũng đi cùng với Menirin đến gặp chị cung để hỏi rõ mọi chuyện. Ba người kể về chuyện Wenica vô cùng lạ trong buổi họp báo. Điều đầu tiên Menirin nghĩ tới chính là bà Đặng Wood. Chị Dung cũng cảm thấy bà ta không phải là người trước sau như một. Bà Đặng Wood đang cố tình đưa người của bà ta vào vị trí quan trọng của công ty khiến cho bán tháo cảm giác nghi ngờ. Sau khi chia tay chị Dung, bán tháo nói nghi ngờ của mình cho Menirin nhưng cô nghĩ anh đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu lúc trước bán tháo nói rõ với Wenica thì mọi chuyện sẽ khác với bây giờ. Nhưng hiện tại đã quá trễ, anh vẫn lựa chọn đứng chờ Wenica, nếu có buồn phiền thì khi quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy anh. Chuyến đi tuần trăng mật kết thúc, Wenica trở về cùng Therirakis, trên đường đi anh ta cảm thấy cô không ổn nên hỏi thăm nhưng Wenica tránh né. Về đến nhà, cô bảo Therirakis mở khóa vali còn cô vào phòng trước. Wenica đứng ở phía sau cửa nhìn mật khẩu vali của Therirakis, anh lấy ra hai túi quá đưa cho bà Đặng Wood và mẹ cô sau đó đi tắm. Chờ Therirakis đi, Wenica lục lọi trong vali của anh ta đi nờ tìm chiếc điện thoại bị giấu nhưng không tìm được gì. Wenica nhớ lại ở dưới sảnh lúc nãy, cô nhìn thấy Therirakis đưa cho nhân viên một túi đồ nên nhanh chóng chạy xuống. Cô lấy lý do điện bị hỏng nên nhờ bảo vệ đi ra ngoài còn mình tìm túi đồ do anh ta để lại. Therirakis đi ra ngoài tìm Wenica thì không thấy cô ở đâu, sau khi gọi điện thì nhìn thấy máy cô đang ở trong túi. Anh ta nhìn đống đồ bị lục tung lên thì lập tức chạy xuống dưới sảnh. Cùng lúc đó Wenica đang thử đủ mật khẩu trên điện thoại của Therirakis nhưng không được. Sau khi nghe tiếng của anh ta và bảo vệ, Wenica nhanh chóng để mọi thứ về chỗ cũ và trốn đi, vì vậy Therirakis không phát hiện ra cô. Wenica đau khổ trở lại nhà của mình, cô run rẩy mở túi quà anh ta mua cho mình thì thấy món quà giống hệt trong chiếc túi anh ta để dưới sảnh. Sau đó Therirakis gọi điện cho cô nói anh ta ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gọi điện cho Wenica xong, anh ta gọi cho hai người phụ nữ khác. Wenica trở về nhà mẹ mình, cô tìm khắp nơi không thấy ai nhưng lại gặp được bán tháo đang giúp mẹ cô sửa ống nước. Bán tháo nhận ra cảm xúc của cô sau tuần trăng mật không ổn, Wenica tựa vào lòng anh bật khóc nức nở. Wenica đưa cho bán tháo xem những tấm hình của anh ta với người phụ nữ khác.
Cô cũng kể ra chuyện mình biết Thierry Rakic có một chiếc điện thoại khác, mua 3 chai nước hoa giống nhau. Mặc dù bán tháo khuyên cô nên suy nghĩ cẩn thận hơn nhưng Wenica vẫn không thể tin được một người đàn ông mua 4 chai nước để làm gì. Còn có lời nói thân mật của anh ta khi nói chuyện trong điện thoại. Ngay sau đó, mẹ cô trở về nhà thấy con mình không đúng nhưng bán tháo bảo cô bị dị ứng nước nên mọi chuyện bỏ qua. Cả ba người ăn cơm chung với nhau, chỉ có tâm trạng của Wenica là không ổn. Sau buổi cơm, Wenica nói chuyện với bán tháo, anh muốn cô đừng sử dụng nước hoa đó mà nên nhớ kỹ mùi hương. Nếu thật sự Thierry Rakic có nhiều người phụ nữ bên ngoài thì cô sẽ dựa vào đó để chứng minh. Hai người nói chuyện một lúc thì bán tháo xin phép trở về trước. Khi Wenica đang định trở về, cô gọi điện cho Thierry đúng lúc anh ta đang ở nhà bà Đặng Wood muốn cô đến uống rượu nhưng Wenica bảo mình mệt nên không đi. Bà Đặng Wood cũng nhắc nhở Thierry Rakic nói với Wenica trả lại cho bà ta 15 triệu bạt cho tổng hai hóa đơn ở phòng nghiên cứu. Wenica trở về nhà mở hộp nước hoa Thierry Rakic tặng để ngửi mùi hương của nó. Giây sau, anh ta trở về, cô cẩn thận ngửi mùi trên người và áo quần của Thierry Rakic nhưng vẫn không phát hiện được điều gì. Sáng hôm sau, Thierry Rakic chuẩn bị ra ngoài từ sớm, anh ta còn không quên dặn cô sử dụng chai nước hoa mà mình tặng. Thierry Rakic vừa bước ra khỏi nhà, Wenica đã gọi điện cho tài xế chuẩn bị bám theo anh ta. Bà Đặng Wood cũng đến tham gia buổi họp vào lúc 11 giờ, Jane cũng đến công ty ngay sau đó, mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng khiến chị Dung khó chịu. Chị ấy gọi điện cho Wenica để hỏi cô về buổi họp lúc 11 giờ nhưng lúc đó Wenica đang đuổi theo xe của Thierry Rakic. Cuối cùng tài xế không thể đuổi theo xe của anh ta được nên Wenica phải quay trở về công ty. Trong lúc đó rất nhiều người đang chờ đợi Wenica tham gia cuộc họp nên mọi người đã bắt đầu trước. Wenica đến công ty liền gặp được Jane, cô ta giả vờ đi ngang qua để cô ngửi thấy mùi nước hoa. Wenica kéo cô ta lại muốn biết ai là người tặng nước hoa thì Thierry Rakic xuất hiện. Wenica tức giận không cho Thierry Rakic chạm vào mình, cô đã lớn tiếng với anh ta trước công ty. Cô cũng nói chuyện mình biết về chiếc điện thoại khác cùng với những chai nước hoa giống nhau. Tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe thấy, bà Đặng Wood đi ra ngăn cản để Wenica đi về trước còn bà sẽ giải quyết chuyện ở đây. Bà Đặng Wood cũng nhìn thấy Jane ở dưới cầu thang, bà ta nhớ lần trước lúc Wenica chọn váy cưới bà ta cũng đã hẹn gặp Jane để cảnh cáo cô ta nên biết thân biết phận. Nhưng lần này cô ta đã là bà tức giận, bà gọi Jane vào phòng đuổi việc cô ta. Jane bực bội chạy đến phòng Wenica tìm cô nói chuyện, giọng nói vô cùng đanh đá. Cô ta nói chuyện bà Đặng Wood đuổi việc cô ta, muốn Huy nói chuyện với bà ấy để giữ cô ta ở lại. Nhưng Wenica chưa từng cho rằng Jane là người của cô ta, bà Đặng Wood là gì của chồng cô. Ngay sau đó, Jane liền nói Thierry Rakic là chồng của chúng ta, cô ta chưa từng làm chuyện gì sai. Điều này khiến Wenica cảm thấy cô ta vô cùng ghê tởm, không biết xấu hổ cướp chồng của người khác. Wenica tức giận tát cô ta chảy máu, Jane cũng không vừa nhảy vào vật lộn với cô. Jane còn cho rằng việc cô ta cướp chồng của người khác là đúng, của ai người nấy hưởng. Khi Jane còn tự tin cho rằng mình là người duy nhất được Thierry Rakic tặng nước hoa thì Wenica cũng cho cô biết rằng anh ta còn tặng cho 3-4 người phụ nữ khác nước. Bà Đặng Wood bảo Wenica lên trên phòng nói chuyện với mình, chuyện đầu tiên của bà ta chính là ký hợp đồng với bên Malay. Bà ta không hề quan tâm đến chuyện của Wenica và Jane đánh nhau trong phòng lúc nãy. Khi Wenica muốn hỏi bà ta về chuyện của Thierry Rakic với Jane thì bà ta lại cho rằng Huy là người sau khi nhận Jane vào làm. Cô cũng biết rằng bà Đặng Wood đã biết thừa hết mọi chuyện của cháu trai mình. Nhưng bà Đặng Wood lại cho rằng chuyện đó là trước khi kết hôn còn sau đó bà ta cũng đã giải quyết hết tất cả. Sau đó cũng hứa hẹn rất nhiều với Wenica chắc chắn sẽ quản thúc cháu mình. Jane thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty, mặt mũi tóc tai cô rối tơi bời. Nhìn mọi người Jane không hề lịch sử hỏi thi đâu, còn nhờ mọi người nhắn lại cho anh ta là cô ta bị đã gì Đặng Wood đuổi việc. Nói xong cô ta bực bội khiêng đồ của mình rời đi. Chị Dung thấy vậy liền gọi cho Manirin ra ngoài để nói chuyện. Với tình hình hiện tại, Manirin xin chị Dung khoan xin nghỉ mà nên ở lại với Huy. Bán tháo sau khi nghe chuyện của Huy từ Manirin liền nhanh chóng đến công ty gặp cô. Ở trước cửa công ty, bán tháo gặp được bà Đặng Wood. Bà ta ngăn cản không cho anh lên gặp cô nhưng bán tháo không hề quan tâm tới bà ta. Bán tháo vào phòng của Wenica cầm tay của cô đưa ra ngoài đến nhà anh sao. Bác Jeep nhìn thấy hai người đi ra ngoài liền nhanh chóng gặp Huy lại để ký giấy tờ nhưng không được. Bà Đặng Wood đề nghị giúp đỡ bác Jeep mang giấy tờ đến cho cô. Lúc đầu bác Jeep cẩn thận không muốn làm phiền nhưng một lát sau cũng đã đưa giấy tờ cho bà Đặng Wood. Sau một hồi khóc lóc, cả bốn người Wenica ngồi phân tích với nhau về chuyện của Thierry Rakic. Mọi người đều nhận thấy bà Đặng Wood là một người cực kỳ mưu mẹo. Chuyện trước và sau kết hôn là hai bộ phim hoàn toàn khác nhau. Wenica muốn biết rõ ràng mọi chuyện trước khi chia tay với người chồng vừa cưới được một tháng. Wenica kể về những bức ảnh của Thierry Rakic và những người phụ nữ khác trong đó có Manirin. Sau khi Manirin xem xong bức ảnh, cô chắc chắn rằng bức ảnh đó là do anh ta tự mình chụp không phải do bị ép như trong ảnh. Cả bốn người họ đều phân tích những bức ảnh đó là do ai gửi đến cho Wenica. Cô nhất định phải tìm cho ra được điểm Thierry Rakic đã nói dối để lừa gạt mọi người. Trong lúc đó, bà Đặng Wood xem xét giấy tờ từ công ty Wenica do bác Jeep đưa cho mình. Nhìn những con số hàng chục tỷ, bà Đặng Wood nhanh chóng gặp điện muốn gặp Thierry Rakic ngay lập tức. Bán tháo tiễn Wenica đi về, cô muốn anh đừng quan tâm, lo lắng quá mức cho mình như vậy. Nhưng bán tháo lại nói rằng nếu cô không muốn ở riêng với anh thì sau này anh sẽ đưa Manirin theo cùng. Bán tháo vẫn kiên quyết giúp cô điều tra mọi chuyện về người đàn ông tồi tệ Thierry Rakic đó. Sau khi Thierry Rakic đến, bà Đặng Wood trách mắng anh ta không biết suy nghĩ giữa một người giàu có, thông minh như Huy và con nhỏ rẻ tiền Jane. Sau hợp đồng kết luận, bà ta mong muốn anh phải làm cho Wenica bình thường trở lại.
Thrirakit lái xe về nhà thì gặp Jane đang đứng đợi ở hầm xe. Cô ta tức giận chất vấn anh ta về chuyện bà đặng Wood đuổi việc cô ta, còn với 3-4 chai nước hoa khác. Jane đi khủng muốn nói chuyện với Huy nhưng bị Thrirakit cản lại. Ngay sau đó, Huy cũng từ bên ngoài trở về. Cô nghe thấy tất cả mọi chuyện giữa Jane và Thrirakit. Jane nhìn thấy Huy liền chạy tới muốn nói chuyện với cô, cả ba người lên trên nhà. Jane tự hào khi nói mình là người tới trước Huy nhưng cô không hề quan tâm. Trên giấy tờ Huy vẫn là vợ chồng hợp pháp còn cô ta chỉ là tình nhân. Điều này làm Jane khùng lên lao vào đánh Huy nhưng bị Thrirakit cản lại. Thrirakit ngăn cản cô ta lại. Jane yêu cầu được giải quyết theo đúng ý cô ta nếu không mọi chuyện sẽ rất khó lường. Sau khi đuổi được Jane trở về, Thrirakit vào phòng an ủi Wenica. Nhưng Huy không thể tin anh ta thêm một lần nào nữa. Cô muốn anh ta giải thích chuyện nước hoa thì Thrirakit đánh lảng sang chuyện cô lái xe của ai trở về. Một lúc sau, Huy hỏi anh ta có từng thực sự yêu cô hay không nếu không hai người có thể ly hôn nhưng Thrirakit không đồng ý. Cô đưa cho anh ta hai sự lựa chọn, một là ly hôn, hai là chịu sự quản lý của cô từ bỏ hết những người phụ nữ ở bên ngoài. Trong thời gian suy nghĩ, Wenica không muốn nhìn thấy anh ta ở trong nhà của mình. Bên khác, Jane trở về chung cư nhưng xuất hiện một người đàn ông áo đen đi theo phía sau cô. Anh ta bám theo cô ta từ trong thang máy đến tận cửa phòng, còn đập cửa rất nhiều lần. Jane sợ hãi gọi điện cho bảo vệ lên. Sau khi bảo vệ xuất hiện thì người đàn ông cũng biến mất như trên cửa lại có dòng chữ đỏ như máu. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Thrirakit tới nhà của bà đặng Wood nói việc Huy cho anh thêm một cơ hội. Bà đặng Wood nhân cơ hội này muốn anh ta có thể khiến Huy tin tưởng một lần nữa. Bà ta cũng cho anh ta xem ảnh lúc chiều bán tháo nắm tay cô ra khỏi công ty. Tối đó, Huy nằm trên giường nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cô thức đến sáng ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, bà ta chuẩn bị đi ra ngoài thì một cuộc điện thoại gọi điện. Trong đó, bà ta có nhắc tới chuyện hù dọa cho một người nào đó sợ sau đó là theo dõi thông tin của một người khác gửi cho bà ta sau khi trở về từ Malay. Thrirakit cũng nhắn tin cho cô vào lúc sáng trước khi lên máy bay, anh ta mong cô sẽ tha thứ cho mình. Sau khi trở về từ Malay, anh ta sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà cô yêu cầu, còn mong cô đừng bỏ đi như bố anh ta từng làm. Nhắn đến bố anh ta, Huy nhớ đến một lần Thrirakit từng nói về bố mình. Cô gọi điện cho Bán Tháo muốn anh cùng cô đi điều tra chuyện về bố của Thrirakit. Wenica lái xe đến gặp Bán Tháo, cũng nói về chuyện tối qua Thrirakit nhắc nhở cô về chuyện thân thiết của hai người. Nhưng không biết rằng phía sau còn có người theo dõi hai người họ từ đầu đến cuối. Sau khi tới con hẻm Thrirakit từng ở, còn có sự xuất hiện của Menirin, cả ba người đến quán hủ tiếu anh ta ăn từ nhỏ để hỏi thăm. Người theo dõi đã chụp ảnh lại gửi cho bà đặng Wood. Qua tới Malaysia, bà đặng Wood cũng nhận được bức ảnh do thám tử gửi đến. Bà lập tức tìm đến Thrirakit, nơi Huy đến có thể gây rắc rối cho họ. Bởi sự ngu ngốc của anh ta, bà đặng Wood đã tát anh một cái. Bà không hy vọng Thrirakit sẽ thực sự thích Huy. Bà đặng Wood nhắc đến thân phận của bọn họ chính là tìm người phụ nữ có địa vị cao, làm cho họ yêu anh ta rồi đào nhỏ bỏ trốn. Khó khăn lắm mới gặp được Wenica nên bà đặng Wood không muốn chuyện ngu ngốc của anh ta phá hủy. Thrirakit muốn rút lui dừng mọi chuyện ở đây nhưng bà đặng Wood không muốn. Hai dì cháu họ đang làm hợp đồng giả kết luận, sau chuyện này tất cả sẽ kết thúc. Mọi hành động của Wenica đều được thám tử chụp ảnh lại gửi về cho bà đặng Wood. Bà ta lo sợ chuyện Thrirakit nói với Huy mình từng ở đó sẽ khiến mọi chuyện bị bại lộ. Sau khi nhân viên bưng món ăn ra, Wenica giả vờ như mình từng quen một bạn sống ở đây. Cô miêu tả hình dáng của Thrirakit nhưng cái tên nhận về được lại là Eka. Cùng lúc đó tại Malay, chuyên gia kem hóa trị Thor cũng đã tới nơi. Anh ta nhìn thấy Thrirakit đầu tiên đã gọi tên là Eka, còn bà đặng Wood thì gọi là Son. Bà ta yêu cầu nên nhanh chóng kết thúc việc liên quan tới Wenica. Sau khi hỏi thăm tin tức, Wenica cảm thấy rất kỳ lạ nên vẫn đi vào trong hẻm để hỏi thăm thêm một số tin tức khác. Vì công ty còn có việc nên mọi người phải quay trở về, đúng lúc nhìn thấy người theo dõi mình như họ chỉ tưởng đó là người dân sống ở đây nên không để ý. Bà đặng Wood biết được Wenica đang tìm hiểu về người tên Thrirakit thì bảo Thor chuẩn bị lý lịch, họ tên khác để chạy trốn. Bên này, Wenica cùng mọi người về đến công ty, chị Dung nói chuyện về bà đặng Wood đang cố thay người cũ thành người của bà ta trong công ty. Những chuyện này chị Dung đều không dám nói với Wenica. Sau khi đưa giấy tờ cho bác Jeep, Wenica cũng mới biết được bác ấy đã đưa giấy tờ này cho bà đặng Wood xem trước đó. Sau đó bác Jeep đưa cô phong thư hóa đơn mà bà đặng Wood muốn cô thanh toán vào tài khoản của bà ta. Bác Jeep cũng nói về chuyện lần trước nhìn thấy bà đặng Wood chụp ảnh Bán Tháo kéo tay Wenica ra khỏi công ty. Trên đường ra khỏi công ty, thám tử theo dõi bọn họ cũng bám theo suốt đường đi, Bán Tháo ở phía sau cũng nhận ra sự bất thường này. Bán Tháo nói chuyện này cho mọi người nghe, Wenica cũng đoán được người theo dõi phía sau có lẽ là bà đặng Wood. Tại nhà anh sao, cô thực sự muốn biết Thrirakit có nói dối về bố mình hay không cùng với người anh ta đi tối đêm hai người kết hôn là ai. Anh sao cô xem hình ảnh anh được bạn mình gửi sang là lúc Thrirakit đang ở cùng với Pukan, sau đó là hình như anh ta thân mật cùng một người phụ nữ khác không rõ mặt. Tại Malay, nhóm của bà đặng Wood đang lên kế hoạch cho một vụ khác, đồng thời thám tử cũng gửi một ảnh vị trí của Wenica. Bà ta lập tức muốn Thrirakit gọi điện thăm dò xem cô đã điều tra được những gì. Lúc Thrirakit gọi điện cho cô, Wenica rất tức giận, cô muốn nói chuyện trực tiếp nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau cuộc điện thoại, Wenica gửi cho anh ta hai bức ảnh do anh sao đưa, vì vậy Thrirakit bắt buộc phải trở về Bangkok. Anh ta phụ trách làm cho cô rối tung không để ý chuyện công ty để bà ta giải quyết chuyện tiền. Một cảnh khác, Jane đang lau chùi những vết sơn trên cửa, cô ta gọi điện cho bạn mình để xin tư vấn. Cô ta cũng biết chuyện bị bà đặng Wood xem như mồi nhử cá, vì vậy cô ta thề sẽ khiến họ sẽ thất bại.
Sau khi tiễn Bán Tháo trở về, Wenica nói với Menirin rằng nếu như lúc trước Bán Tháo bày tỏ với cô thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Mặc dù lúc đó cô say nhưng đều nghe hết những chuyện Menirin và Bán Tháo nói chuyện với nhau. Hai người họ vừa đi thì chiếc xe mô tô đen cũng nhanh chóng bám theo. Anh Sao nhanh chóng nhắn tin cho Menirin để hai người cảnh giác. Trong lúc hai người đang sợ hãi, Bán Tháo cũng đang bám theo phía sau xe của họ. Khi thám tử đang chụp ảnh lại gửi cho bà Đặng Quốc thì bị Bán Tháo bắt lại. Anh cũng nhận ra đây là người bọn họ đã gặp trong hẻm. Sau khi giữ chân người đàn ông đó lại, cảnh sát cũng tới nơi bắt người đi. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp trước đó của Bán Tháo và Wenica. Hôm sau, Thorirakit trở về Bangkok và đến gặp Wenica. Anh ta phủ nhận chuyện mình đang mập mờ với người phụ nữ khác. Anh ta bảo đó chỉ là bạn thân lúc nhỏ gặp qua một lần, sau đó đụng trúng Pukan nên mới đỡ cô ta. Wenica yêu cầu anh ta gọi điện cho hai người họ để gặp mặt trực tiếp với cô. Người đầu tiên Thorirakit gọi điện chính là Jane, điện thoại cũng bị Wenica bật loa ngoài. Sau khi Thorirakit muốn hai người chia tay thì Jane cực liệt phản đối. Ngay khi cô ta vừa nhắc đến bà Đặng Quốc thì anh ta nhanh chóng tắt máy. Một giây sau, tất cả hình ảnh thân mật của Thorirakit đều được gửi đến cho Wenica. Cùng lúc đó Jane gọi điện đến, cô ta cho rằng cô đã ép anh ta chia tay với cô ta. Kết thúc cuộc điện thoại với Jane, cô muốn anh gọi điện thoại cho người em gái của bạn thân nhưng Thorirakit vẫn không làm được. Wenica hỏi Thorirakit có phải trước đây anh ta từng tên Eka hay không nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thì bà Đặng Quốc đã đến tận nhà. Mặc dù Wenica muốn bà ta đi ra ngoài để hai người họ nói chuyện ra nhưng bà ta không chịu đi. Chính vì vậy, Wenica hỏi thẳng lý do vì sao bà ta theo dõi cô nhưng bà ta lại dùng hình ảnh Bán Tháo kéo cô ra công ty để hâm dọa. Sau đó, hai người Thorirakit và bà Đặng Quốc diễn vở kịch cãi vã trước mặt của Wenica. Khi bà ta hỏi giữa bà ta và Wenica anh ta sẽ chọn ai, đáp án của Thorirakit chính là chọn Wenica vì anh yêu cô. Bà ta tức giận tát anh một cái. Bà ta trở mặt muốn đòi lại tất cả những gì đã cho Thorirakit và cả việc đầu tư với Wenica, sau đó rời đi. Wenica cũng không muốn nhìn mặt Thorirakit nên cũng đã đuổi anh ta đi. Sau khi anh ta rời đi, Wenica gọi điện cho Menirin đến chung cư để nói chuyện về việc đầu tư. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì hợp đồng hiện tại vẫn chưa được ký kết thành công. Rời khỏi nhà Wenica, bà Đặng Quốc gặp được cho một người khác để thuê anh ta làm việc. Tối hôm đó tại Jane có một người lạ mặt tới gõ cửa. Sau khi xác nhận là một người phụ nữ muốn tìm người bình thường và xin cô vào sạc điện thoại một chút thì Jane đi vào lấy sạc dự phòng cho cô ta nhưng không khóa cửa. Sau khi tìm kiếm xong sạc dự phòng thì một người áo đen lạ mặt đấm vào bụng cô đến ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jane phát hiện trên bụng mình có một dòng chữ lạ, trong phòng cũng bị lục tung. Trong cuộc họp của công ty, Wenica đang đau đầu với khoản tài chính hiện tại thì bà Đặng Quốc đến tìm cô nói chuyện riêng. Câu đầu tiên của bà ta chính là muốn cô nhanh chóng chuyển tiền trả cho bà ta. Tuy nhiên, Wenica muốn kiểm tra ngân sách trước khi chuyển khoản. Lúc này bà ta cũng không cần giả vờ nữa, bà ta đều biết hết những người Thorirakit từng quen còn cả người anh ta gặp vào đêm tân hôn. Sau khi bình tĩnh lại, cô muốn kiểm tra lại ngân sách của công ty đồng thời muốn Menirin quay trở về công ty. Bên phía Bán Tháo, anh đi gặp khách hàng cũng là bố của Pukan. Sau khi bàn xong công việc, Bán Tháo muốn nói chuyện riêng với Pukan. Anh muốn hỏi cô ta về chuyện Thorirakit từng gặp cô ta. Pukan cũng kể hết tất cả, chuyện cô ta gặp Thorirakit chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cô ta nhìn thấy anh ta thân mật với một người phụ nữ khác. Wenica và Bán Tháo hẹn gặp nhau để nói chuyện của bà Đặng Quốc và Thorirakit, đồng thời cô cũng muốn anh giúp đỡ kiểm tra giấy tờ trước khi trả cho bà Đặng Quốc 50 triệu bạt. Sau khi kiểm tra sổ sách, tất cả giấy tờ đều chính xác, không có dấu hiệu đáng nghi nào. Tuy nhiên Wenica đã kiểm tra giấy tờ suốt cả một buổi tối, cuối cùng cũng phát hiện điểm đáng ngờ. Cô nhớ đến bà Đặng Quốc từng nói đến cơ sở thiết kế bao bì mà bà ta muốn giới thiệu cho cô chính là tiệm may Đặng Quốc. Wenica lập tức lái xe đến đó để hỏi thăm tình hình, vào bên trong mọi thứ đều vô cùng bình thường. Nhưng cô nhìn thấy một đứa bé trai rất thích ăn kẹo sô-cô-la cùng với cách gói kẹo giống hệt như bà Đặng Quốc thường làm. Sau khi rời đi, cô gặp một người đàn ông, cô giả vờ muốn đặt thêm thì ông ta bảo không có người làm nên không nhận. Wenica nhanh chóng chạy về công ty tìm gói sô-cô-la bà Đặng Quốc từng đưa để xác nhận. Sau khi nhìn thấy gói kẹo, Wenica cũng chắc chắn được cơ sở đó chính là của em trai bà Đặng Quốc. Cùng lúc đó, Bán Tháo đang hoàn tất hồ sơ chuyển tiền và chờ xác nhận. Menirin gọi điện cho các cửa hàng khác hỏi về giá gốc của bao bì thì đều thấp hơn giá của bà Đặng Quốc. Vì vậy, Wenica nhanh chóng gửi điện cho Bán Tháo cản việc chuyển tiền lại. Bà Đặng Quốc nhớ lại vở kịch Thorirakit phản bội mình để chọn Wenica. Sau khi rời đi từ chỗ của Wenica, hai người gặp nhau ở trong một căn phòng khác chuẩn bị kế hoạch. Tuy nhiên, bà ta vẫn chưa nhận được tiền về tài khoản nên không thể yên tâm. Lúc này, Wenica nhanh chóng gọi điện cho Bán Tháo nhanh chóng dừng việc chuyển tiền cho bà Đặng Quốc. Ngay khi Bán Tháo chạy đến chỗ quầy ngân hàng thì nhân viên đang sắp hoàn tất việc chuyển tiền, nhưng may mắn mọi chuyện đều đã được dừng lại kịp thời. Nếu có nhận được tiền hay không thì bà Đặng Quốc đều đổ lỗi cho sự rung động ngu ngốc của Thorirakit. Bà ta thề sẽ không để cho Wenica thoải mái, khiến cho cô phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Bán Tháo nhanh chóng chạy đến công ty, sau khi điều tra về địa chỉ cơ sở sản xuất của bà Đặng Quốc thì phát hiện đó chỉ là tiệm may. Cô tự mình đến nơi thì đã chỉ là một cơ sở vắng lặng không có người nào, cho đến khi cô gặp một đứa bé ăn kẹo sô cô la cùng với cách gấp vỏ kẹo giống hệt như cách bà Đặng Quốc thường làm. Điều này khiến cho cô ngày càng cảm thấy nghi ngờ về bà ta. Sau khi trở về nhà, Wenica vứt hết những đồ vật có liên quan đến Thorirakit, chiếc nhẫn cưới trên tay cũng bị cô tháo ra. Wenica trở về nhà mẹ mình, bà ấy vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho rằng hai người họ cãi nhau.
Nhưng Wenica quyết định nói ra chuyện mình muốn ly hôn, nhưng mẹ cô lại cảm thấy vừa kết hôn đã chia tay thì quá tồi tệ, muốn có suy nghĩ kỹ càng hơn. Chờ đợi một thời gian dài như bà Đặng Quốc vẫn chưa nhận được tiền nên bà ta quyết định sẽ khiến Wenica thất vọng. Wenica cùng bán tháo đến nhà anh sao, cô muốn tố cáo bà Đặng Quốc lừa đảo nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ. Sau đó, Mandarin gọi điện thoại đến, số tiền mà bà Đặng Quốc đã lấy cũng hơn 10 triệu bạt khiến Wenica cực kỳ sốc. Tại nhà bà Đặng Quốc, bà ta vui vẻ ăn trưa như không có chuyện gì xảy ra, còn hẹn Thierry Rakit một buổi hẹn vào buổi tối nay. Mặc dù Thierry Rakit nghi ngờ nhưng cũng không thể biết được bà ta sẽ định là gì. Ba người cùng nhau tìm cách đối phó với mọi chuyện đang xảy ra ở công ty. Mandarin quyết định tìm hiểu về người phụ nữ bí ẩn của Thierry Rakit xem cô ta có phải cũng bị lừa hay không. Khi Mandarin vô tình hỏi người tên Thor có phải thật sự là chuyên gia không thì Wenica sốc nặng vì đã chuyển cho anh ta 12 triệu bạt lúc trước. Bán tháo nhanh chóng muốn Mandarin kiểm tra chất lượng kem dưỡng mà bọn họ đã sản xuất. Khi Wenica ở trong nhà vệ sinh rửa tay thì điện thoại vang lên, tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn do một người lạ gửi đó, cô ta nhận mình là người phụ nữ của Thierry Rakit và cũng bị tình huống tương tự như cô. Wenica gọi điện cho rất nhiều nhưng người nhắn tin tới không nghe điện thoại. Cô ta lập tức hỏi người đó là ai thì nhận được rất nhiều ảnh cưới của Thierry Rakit với nhiều người phụ nữ khác. Đồng thời người đó cũng gửi cho cô vị trí Thierry Rakit sẽ đến tối nay gặp người phụ nữ quan trọng của anh ta. Bà Đặng Quốc đi ra ngoài chuẩn bị làm tóc, trước đó đã dặn trước Thierry Rakit đến đúng hẹn vào tối nay, nhưng anh ta lại xin tới trễ vì giải quyết giấy tờ. Khi bán tháo đi tìm Wenica thì thấy cô ngồi một mình phía sau, anh an ủi cô. Wenica vẫn xin phép được cố chấp và cô hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Khi tiễn Wenica ra bãi xe, anh tâm sự rằng mình không hề thích tên của bản thân nhưng lần đầu tiên thấy cô khác, anh cũng đã biết ý nghĩa trong tên của mình, đó là bởi vì cô. Vì vậy anh mong Whitney kia sẽ mạnh mẽ, anh sẽ ở đây giúp đỡ cô tất cả. Buổi tối, Wenica, Thierry Rakit, Jane và Pukan đều cùng lái xe đi ra ngoài. Wenica nhận được tin nhắn của người lạ mặt đi vào trong khách sạn. Bất ngờ là Mandarin cũng đang trên đường đến một nơi nào đó. Cảnh này được chiếu ở đầu phim, Wenica đi theo Thierry Rakit đến phòng số 204. Cửa vừa mở ra, cô đang xung vào tìm kiếm người đang trốn ở trong phòng. Người đứng sau cửa sổ chính là bà Đặng Quốc, cũng là người phụ nữ thật sự của Thierry Rakit. Bà ta còn ở trước mặt cô hôn Thierry Rakit khiến Wenica không thể chấp nhận được sự thật. Bà Đặng Quốc thừa nhận Thierry Rakit chính là chồng của bà ta khiến cô sụp đổ. Thierry Rakit muốn đến đỡ cô nhưng bị bà ta ngăn lại. Bà ta nói hết tất cả cho Wenica, người ở chung với Thierry Rakit đêm tân hôn đầu tiên của hai người cũng chính là bà ta. Thierry Rakit muốn bà ta im lặng nhưng không được, anh ta nói với Wenica mình rất yêu cô nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi. Wenica đau khổ nhớ về quá khứ ngu muội của mình cùng Thierry Rakit, cô hoàn toàn sụp đổ tới mức nhập viện. Chuyển cảnh, Pukan bị hủy lịch hẹn trước đang cực kỳ tức giận, còn Jane lại hẹn gặp Mandarin. Cô ta nói với Mandarin việc hai người bị bà Đặng Quốc lợi dụng, cô ta đưa thông tin của Wenica cho bà ta nhưng khi xong việc là bị đá đi. Lúc này, bán tháo đến nhà của Wenica để tìm cô nhưng không nhận được phản hồi, gọi điện thì biết được cô bị sốc nên đang trên đường đến bệnh viện. Bán tháo nhanh chóng gọi điện cho Mandarin và anh sao, cả ba chạy đến bệnh viện xem tình hình của Wenica. Sau đó, cô cũng nói việc Thierry Rakit và bà Đặng Quốc là vợ chồng, cả ba đều không thể tin được. Bà Đặng Quốc cùng Thierry Rakit đến một thành phố, một đất nước khác. Trên đường đi hay lúc đến nơi, vẻ mặt của anh ta vô cùng bực tức. Hai người liền cãi nhau, bà Đặng Quốc ghen ghét vì anh ta yêu Wenica mà quên mất bà ta là ai. Anh hết chịu tất cả đòn đánh của bà ta, cũng muốn đến lần bố anh ta đánh được bà Đặng Quốc giúp đỡ. Bà ta cảnh cáo anh đừng phạm sai lần một lần nữa nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn. Nửa tháng sau, Wenica đều nhốt mình ở trong nhà không ra ngoài cũng không đi làm. Bán tháo và Mandarin cùng anh sao thường xuyên đến thăm cô, anh còn tặng cô một bó hoa tulip tím mà cô thích nhất. Mặc dù đã khỏe hơn nhưng cô vẫn không muốn để cho mọi người biết nên mới đăng hình buồn của mình trên IG. Bởi vì cô nhận ra một tài khoản đang theo dõi mình từ ngày anh ta biến mất. Cô muốn tìm thấy anh ta đang ở đâu, muốn lôi anh ta và bà Đặng Quốc trở về để trả thù. Nhìn cô như vậy, bán tháo cảm thấy rất đau lòng cho cô. Bán tháo muốn khuyên cô nhưng bây giờ Wenica đang trong trạng thái đau khổ, cô muốn vạch bộ mặt thật của bọn họ ra. Đúng như những người Wenica suy nghĩ, tài khoản theo dõi cô thường xuyên đó chính là Thierry Rakit. Wenica muốn lên kế hoạch trả thù, cô sẽ nói với Thierry Rakit rằng mình có thể chấp nhận và không thể sống thiếu anh ta để lôi kéo anh ta trở về. Nhưng bán tháo không đồng ý với sự chủ quan của cô, bởi bọn họ là dân lừa đảo chuyên nghiệp. Để tránh cô làm điều dại dột, bán tháo đề nghị đã quán hủ tiếu để tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện tại đó. Bọn họ được ông chủ quán hủ tiếu kể về chuyện của Eka, bọn họ sống ở đây từ 15, 16 năm trước nhưng đã chuyển đi sau khi bố anh ta bỏ trốn. Suốt thời gian đó, Eka thường xuyên được ông chủ tốt bụng cho ăn hủ tiếu. Sau đó, một người phụ nữ tên Son đã giúp Eka trả tiền hủ tiếu, bà ta chỉ là một người hàng xóm bình thường của Eka. Lúc trước khi Eka bị chủ nhà đuổi đi cũng là được bà Son nhận về chăm sóc và cho ở nhờ. Bà ta kiếm tiền trả nợ tiền phòng cho Eka xong thì bỏ đi, sau đó xung quanh cũng đồn đại hai người họ có quan hệ với nhau. Vì ông cụ quá yếu nên bọn họ cũng không thể hỏi quá nhiều chuyện của Thierry Rakit và bà Đặng Quốc. Tối đến, Wenica đăng bức ảnh tô hủ tiếu lên trên IG với nội dung nhớ những ngày hạnh phúc. Sau đó, điện thoại của Thierry Rakit cũng nhảy lên thông báo, anh ta lấy lý do rủ bà Đặng Quốc đi dạo để về phòng xem thông báo. Nhìn thấy bài đăng của cô, anh cũng muốn nhắn tin cho cô nhưng cuối cùng vẫn xóa đi, chỉ tim và bình luận bằng icon bao tay xanh. Sau khi ăn cơm xong,
Thorirakis cùng bà Dankworth đi dạo, bà ta còn muốn anh làm quên một người khác để tiếp tục làm việc lúc trước. Tuy nhiên, Thorirakis không thích điều đó, anh ta vẫn chưa muốn bắt đầu làm trở lại. Bà Dankworth cho rằng anh phản kháng như vậy là vì Wenica nên hai người họ đã cãi nhau. Thorirakis tức giận đi ra ngoài, anh nhớ lúc trước bản thân đối xử tốt như thế nào với bà Dankworth, vì muốn có tiền anh đã lấy tiền của gái để mua quà cho bà ta. Wenica tổ chức cuộc họp với nhân viên quan trọng trong công ty, cô muốn mọi người đăng những thông tin về cô để mọi người cảm thấy Wenica đang vô cùng yếu đuối. Mặc dù hết sức giúp đỡ cô nhưng Menirin cũng lo sợ cô sẽ thích anh ta một lần nữa. Menirin muốn thử liên hệ với Jane để biết thêm thông tin về hai người họ. Jane theo dõi thông tin của Wenica trên IG, cô ta vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy IG của Thorirakis bị xóa cùng với tình trạng của Wenica liền cho rằng hai người họ đã chia tay. Cô cùng gọi điện cho Thorirakis và bà Dankworth đều không thể liên hệ được. Lúc đó, bốn người Wenica tìm đến một trung tâm thám tử, họ cũng biết được nhà xe HOAC số điện thoại cả bọn họ đều là giả. Những thông tin về công ty của bà Dankworth cũng đã bị xóa hết tất cả trên mạng. Đồng thời tên của Dankworth hay Thorirakis cũng đều là tên giả, Wenica chưa từng nhìn thấy chứng minh thư thật của hai người họ. Khi tiễn thám tử rời đi, bà ấy cũng nhắc nhở cô nên cẩn thận không nên chủ quan lừa người và lừa mình. Bán tháo không hề thích cách làm này của Wenica, cảm giác quá nguy hiểm. Bán tháo đi ra ngoài nói chuyện với Wenica, anh có cách khiến cho người ẩn danh đó có phải là Thorirakis hay không? Nhưng với điều kiện chính là trả lời câu hỏi của anh việc muốn anh ta quay lại là vì còn yêu hay là vì trả thù. Bán tháo không muốn Wenica một lần nữa đau khổ về người cũ, mặc dù cô đã nhiều lần chắc chắn mình chỉ về trả thù. Anh không muốn cô đau vì lúc đó anh là người đau lòng hơn, Wenica chạy theo anh đã hỏi cho ra lẽ. Dưới sự chất vấn của Wenica anh cũng nói cô là người quan trọng nhất của anh nhưng sau đó hai người lại bỏ đi. Sau đó, bán tháo lên xe tìm bức hình từng chụp cô lúc trước đăng lên IG với nội dung nói ngắn gọn lời ở tận trong thâm tâm mình đã lâu rồi nhé rồi quay xe rời đi. Wenica, Menirin và anh sao cũng nhìn thấy bài đăng đó. Tại nước ngoài, Thorirakis cũng nhận được thông báo, anh ta mình thấy bài đăng thì cực kỳ tức giận. Bán tháo gọi điện cho Wenica, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Đúng là người có tình yêu và liền trở nên khác liền. Một lát sau, Thorirakis gọi điện tới nhưng Wenica không hề bắt máy. Cô hiểu nhầm bán tháo đăng ảnh của mình lên chỉ để dụ dỗ Thorirakis ra ngoài làm bán tháo vô cùng hoảng hốt. Còn phía Thorirakis không thể liên hệ được với cô nên đã tức mà không thể làm gì được. Sợ Wenica hiểu lầm, bán tháo nhanh chóng lái xe quay trở lại nhà anh sao. Lúc anh đến nơi Wenica cực kỳ giận anh, cô muốn anh nói ra sự thật chứ không phải tìm một cái cớ. Để chứng minh việc mình đăng lên IG không phải là vì dụ dỗ Thorirakis trở về, anh liền hôn Wenica. Lúc hai người Menirin và Sao đi ra thì hai người đang ôm ấp thì mắt chỗ A mồm chữ O, tránh đi chỗ khác để không gian lại cho hai người. Bên nước ngoài, Thorirakis gọi điện rất nhiều lần cho Wenica, cuối cùng lại nghe được giọng của bán tháo khiến anh ta tức điên lên. Bán tháo còn cố tình hỏi người gọi đến là ai nhưng Thorirakis không trả lời. Không tin đó là sự thật nên anh ta đã gọi lại một lần nữa nhưng vẫn do bán tháo nghe máy. Thorirakis tức giận đập nát điện thoại, anh ta không thể bình tĩnh ở lại nước ngoài nữa. Wenica và bán tháo nói chuyện với nhau, bởi vì anh yêu cô nên sẽ đồng ý với mọi quyết định của cô, chỉ cần Wenica nói thẳng ra là được. Bà Dankworth sau khi thức dậy đã đi tìm Eka cũng là Thorirakis nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy anh ta đâu. Bà hoảng sợ gọi điện cho SED tìm hiểu Eka đã đi đâu. Bà Dankworth lái xe tìm xung quanh khu vực họ sinh sống thì SED gọi điện tới bảo rằng Eka tối qua đã đặt máy bay về Thái Lan. Bà ta sau khi nghe được thì cũng biết được anh ta quay trở lại là vì tìm Wenica, bà ta sắp hùng rồi. Sáng hôm sau tại công ty, mọi người rất lo lắng cho Wenica vì cô trông không vui còn ngồi ngơ ngác một chỗ. Menirin và chị Dung đưa cô về phòng sau thành phần của kem dưỡng hóa trị. Thành phần chính thì bình thường nhưng không có thành phần điều trị dị ứng hay hóa trị. Wenica cảm thấy mình đã rất ngu ngốc khi đưa 12 triệu bạt chỉ để lấy công thức không có giá trị này. Menirin và chị Dung lo lắng khuyên cô đừng quá đau khổ, bọn họ đều bị lừa. Hơn 30 triệu bạt đã đổ vô để làm loại kem tầm thường khiến Wenica cảm thấy rất khó chịu. Còn về bà Dankworth, bà ta suy nghĩ tìm cách để đưa Eka trở về, nếu như không giải quyết được thì SED cũng sẽ rời đi, nhưng bà ta không cam lòng. Bà ta gọi điện cho người thám tử bên Thái Lan điều tra về tình hình của Eka và kịp thời báo tin về cho bà ta. Bà Dankworth nghĩ đến chuyện quá khứ bản thân đã giúp đỡ cho Eka như thế nào, lúc bà ta còn làm điều dưỡng cho một ông già đã bị sàm sỡ nhưng vì nuôi dưỡng Eka nên bà ta phải nhịn xuống. Bà cũng đã gọi điện rất nhiều cho Eka nhưng anh ta không thèm nghe điện thoại. Bà gửi tin nhắn thoại cho Eka, bà ta khuyên nhủ một cách để anh ta quay trở lại, sống cuộc sống như trước. Nếu anh ta không thích chuyện họ đang làm thì bà ta cũng có thể dừng lại hết tất cả. Nhưng sau khi Eka nghe xong vẫn không phản hồi lại một chút khiến bà Dankworth vô cùng đau đớn. Một lúc sau, bà Dankworth gọi điện cho Jane, bà ta có việc cho cô ta làm với số tiền cũng vô cùng nhiều. Sáng hôm sau, Jane đi mua đồ ăn sáng cũng chỉ vì một đồng xu mà cúi người xuống nhặt. Cô ta nhớ đến chuyện tối qua bà Dankworth đã nói với cô ta. Bà ta còn đổ thừa chuyện hù dọa cô ta là do Wenica làm, muốn cô ta trở lại bên cạnh Wenica để đưa những thông tin của Wenica cho bà ta. Nếu cô ta làm được, bà Dankworth sẽ cho cô ta biết vị trí của Thorirakis đang ở đâu. Sau khi do dự một lúc, Jane quyết định gọi điện cho Wenica để gọi trực tiếp nói chuyện về Thorirakis. Tất cả mọi chuyện đều đúng với mong muốn của Wenica, cô hẹn gặp Jane vào vài ngày tới. Sau đó, Huy gọi điện thoại cho bà Rune để xin một ít ý kiến về chuyện của Thorirakis.
Bên phía bà Jun cũng tìm được hai con mồi ở nước ngoài, tuy nhiên số tiền vẫn còn quá thấp nên chưa thể làm gì bọn họ. Tuy nhiên, chỉ cần có bản án xứng đáng, chứng cứ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà ấy hy vọng Wenica có thể gặp Jane để tìm thêm một ít manh mối. Wenica đã gọi điện hẹn gặp Jane tại chung cư, cô ta vui mừng báo tin cho bà Đặng Quốc. Trước đó bà Jun cũng nhắc nhở cô nếu Jane là người của Đặng Quốc thì có thể lợi dụng cô ta, nhưng nếu không phải thì cô cũng sẽ có cách giải quyết mới. Jane đến chung cư của Wenica, cô ta đã hỏi về chuyện của bà Đặng Quốc đã liên hệ với cô ta để điều tra về cô. Cô ta muốn biết tất cả sự thật, vị trí của cô ta trong trò chơi này, nếu cô ta có lợi hơn thì sẽ đổi phe. Nhưng trước đó cô ta phải kể chuyện xảy ra với cô ta trước thì cô sẽ suy nghĩ lại. Cô ta kể lại lần bị sơn đỏ trên cửa và lần thứ hai bị người đột nhập vào phòng đánh ngất. Jane vẫn cho rằng người hãm hại cô ta chính là do Wenica. Wenica cũng theo lời hứa của mình kể chuyện bà Đặng Quốc và Thierry Rakic không phải là dì cháu, hai người họ chính là vợ chồng hợp pháp. Wenica và Menirin để cho Jane có thời gian suy nghĩ. Wenica nhắc nhở cô ta với số tiền 500.000 bạt cô không thể cho nhưng cô sẽ nhận Jane vào làm việc trở lại với điều kiện bọn họ phải đứng cùng một phe. Trong lúc chờ đợi Jane ra quyết định cô cũng sẽ tìm cách dụ Thierry Rakic ra ngoài. Trên đường trở về, cô ta liên tục suy nghĩ về chuyện của bà Đặng Quốc và Wenica. Sau đó bà Đặng Quốc gọi điện tới, cô ta vẫn theo ý bà ta nói về tình hình của Wenica nhưng không nói hết sự thật, yêu cầu bà ta chuyển tiền trước rồi mới làm việc. Bà Đặng Quốc lo lắng gọi điện cho thám tử về vị trí của Thierry Rakic nhưng vẫn không có tin tức. Bà ta hoảng sợ muốn đặt vé về Thái Lan nhưng SED không đồng ý, cũng nói cho bà ta sự thật rằng Thierry Rakic đã bỏ bà ta đi rồi. Một lúc sau, bà Đặng Quốc chuyển đúng số tiền ước định 100.000 bạt cho Jane, cô ta cực kỳ rối không biết nên chọn theo ai. Dưới sự chỉ điểm của bạn mình, cô ta quyết định thử bắt cá hai tay trước mới lựa chọn. Ở một chỗ khác, Thierry Rakic liên tục lướt trang cá nhân của Wenica, Bán Tháo và Menirin. Giây sau, số điện thoại của Wenica gọi điện, cô hỏi bên đầu kia là ai nhưng anh ta không trả lời. Thierry Rakic bấm vào bài đăng mới nhất của Wenica về chiếc nhẫn cưới của hai người họ thả tim và bình luận như trước. Hôm sau, Wenica hẹn Bán Tháo ra ngoài nói chuyện, cô muốn hai người họ dừng lại mối quan hệ này trước để giải quyết mọi chuyện. Cô sợ rằng cảm giác đối với anh chỉ là vì quá cô đơn. Bán Tháo thì không như vậy, anh đã thích cô hơn 10 năm từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vì vậy đến cuối cùng hai người vẫn bình thường không nhắc về chuyện lúc nãy nữa. Wenica kể cho Bán Tháo về chuyện tối qua gọi điện cho Thierry Rakic cùng kế hoạch kiếm anh ta phải ra ngoài ánh sáng. Nếu đăng story về chuyện cô sau khi bị đau ốm sẽ trở về công ty thì với tính cách của Thierry Rakic anh ta sẽ đến công ty tìm gặp Wenica. Sau khi đã có kế hoạch, Wenica bắt đầu triển khai chụp hình mình đã sẵn sàng đi làm trở lại, cả công ty cũng đều diễn kịch theo cô. Trạng thái trên IG của cô và mọi người liên tục được cập nhật, tất cả đều là việc cô mệt mỏi với công việc. Thierry Rakic cả ngày đều theo dõi và xem hết tất cả thông tin của Wenica. Cô cũng chắc chắn với Menirin rằng Thierry Rakic sẽ đến. Sau khi Menirin rời khỏi công ty liền gọi điện cho Bán Tháo, lúc rời đi Jane ở phía sau theo dõi tình hình. Một lúc sau, Thierry Rakic nhắn tin quan tâm cho Wenica, cô giả vờ nhưng đang không biết chuyện gì, hỏi anh ta là ai. Cuối cùng anh ta cũng tự nhận bản thân mình chính là Thierry Rakic, cô lo sợ gọi điện cho Menirin và Bán Tháo. Wenica quyết định gọi điện cho Thierry Rakic nhưng anh ta không nghe máy, cô ép buộc anh phải máy. Trong lúc đó, Thierry Rakic đang ở ngay dưới công ty nhìn lên trên phòng làm việc của Wenica. Jane lén lút ở phía bên ngoài theo dõi tình hình của Wenica. Wenica mệt mỏi chuẩn bị đi về, khi cô ngồi xuất bên cạnh tường thì Thierry Rakic cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta lo lắng Wenica chưa ăn uống, bị đói nên ngất đi muốn đưa cô vào bệnh viện như Wenica phản kháng. Thierry Rakic ôm cô vào lòng muốn cô cho mình một cơ hội. Tại nơi mà anh ta không thấy cô đã nở một nụ cười đắc thắng. Cùng lúc đó, thám tử của Đặng Quốc và Jane đã quay lại hết tất cả gửi về cho bà Đặng Quốc. Bà ta gọi điện cho thám tử và Jane để theo dõi hai người họ đang nói chuyện gì. Sau khi nhìn thấy thám tử của bà ta cùng vết sẹo trên cổ của hắn thì Jane mới biết được người thực sự hại mình là ai. Cô ta nhớ lại những chuyện mình đã xảy ra cùng với lời Wenica từng nói. Cô ta quyết định nhắn cho Menirin rằng có người đang theo dõi Wenica và anh ta đang ở công ty. Thierry Rakic ôm cô trở về bên ghế sofa, Whitney kia không muốn anh ta chạm vào người mình. Cô giả vờ như mình bị tổn thương, mắng chửi anh ta, nhưng cơ hội đó Wenica đã dùng điện thoại ghi âm lại. Menirin và Bán Tháo tới nơi gọi điện cho Jane đi ra, cùng lúc đó bảo vệ đến nhìn thấy có người lại đột nhập giúp cô ta có thể chạy ra ngoài. Bán Tháo nghe thấy Thierry Rakic xuất hiện định chạy vào giúp đỡ Wenica nhưng bị Menirin cản lại. Trong công ty, Wenica nói đủ một cách để Thierry Rakic nói ra tên thật của bản thân cùng với tất cả sự thật. Ngay từ đầu đến cuối anh ta không hề mở miệng, khi cô rời đi Thierry Rakic liền kéo cô lại xin cô cho mình một cơ hội. Cô cho anh ta cơ hội nói ra tất cả sự thật thì họ sẽ gặp lại nhau. Sau đó Thierry Rakic bỏ đi, lúc này Wenica cảm thấy vô cùng run sợ. Nhìn thấy Thierry Rakic thật sự đi xa, Bán Tháo chạy đến an ủi Wenica. Bọn họ về nhà anh sao còn đưa cả Jane theo. Tại đây, Bán Tháo cũng đưa có cô ta xem ảnh người thường xuyên theo dõi bọn họ, sau đó cô ta cũng xác nhận đó cùng là một người đã hâm dọa giết cô ta. Bên chỗ Thierry Rakic sau khi rời khỏi công ty của Wenica liền bị người của bà Đặng Quốc bám theo. Anh ta có tình dẫn đến một ngôi nhà hoang hai người đánh nhau, người của bà Đặng Quốc còn mang theo cả súng nhưng vẫn bị Thierry Rakic hạ gục. Sau khi chắc chắn đã chọn đội an toàn cho bản thân, Jane mới kể toàn bộ chuyện bà Đặng Quốc muốn yêu cầu cô ta làm. Bọn họ bắt đầu lên một kế hoạch mới khiến Thierry Rakic tin tưởng nói hết tất cả sự thật. Wenica sẽ diễn một vở kịch làm hòa với Thierry Rakic.
còn Jane phụ trách khiến cho bà Đặng Quốc lo lắng, bất an ở nước ngoài trở về Thái. Người của bà Đặng Quốc gọi điện cho bà ta, anh ta sẽ không làm việc nữa khiến bà Đặng Quốc không còn hy vọng. Bây giờ bà ta chỉ còn một quân cờ duy nhất chính là Jane. Khi bàn bạc xong kế hoạch, Bán Tháo vô cùng tức giận, anh không đồng ý với kế hoạch này bởi vì nó rất nguy hiểm. Lúc này, bà Đặng Quốc gọi điện cho Jane, một giây sau Thierry Rakit cũng gọi điện đến cho Wenica. Tất cả mọi người im lặng nghe điện thoại của bà Đặng Quốc trước, Jane giả vờ như chưa xảy ra chuyện giờ, không thấy chuyện gì ở công ty. Bà ta yêu cầu Jane báo cáo tình hình mọi lúc mọi nơi của Wenica và Thierry Rakit. Một lát sau, Thierry Rakit nhắn tin đến cho Wenica, anh ta nói sẽ suy nghĩ thật kỹ và đến gặp cô. Nhưng Jane cũng đoán được rằng Thierry Rakit chắc chắn sẽ theo dõi cô, vì vậy bọn họ cần phải chuẩn bị trước. Ở chỗ của Thierry Rakit, anh ta suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Wenica. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông là bà Đặng Quốc gọi điện. Bà ta không tin rằng Thierry Rakit muốn dừng lại chuyện của bà và anh ta. Bà Đặng Quốc muốn anh đưa đủ số tiền chi phí tổn thất cho bà ta hoặc là quay trở lại ký giấy ly hôn. Bán Tháo đưa Wenica trở về nhà. Theo kế hoạch, ngày mai hai người sẽ không được phép gặp lại nhau. Vô tình Bán Tháo nói về chuyện thẻ phòng của nhà Wenica vẫn chưa được Thierry Rakit đưa lại. Sáng hôm sau, anh ta đã lén lút dùng thẻ phòng vào trong nhà của Wenica. Anh ta chuẩn bị thức ăn sáng đem vào phòng ngủ thì phát hiện cô không có ở trong phòng. Thực chất tối hôm qua cô đã trở về nhà của mẹ mình. Sáng hôm sau, hai mẹ con tâm sự với nhau, Wenica cũng quyết định lắp camera trước nhà để an toàn. Cùng lúc đó, Bán Tháo đang trên đường đến chung cư của Wenica để sửa lại khóa cửa nên đã gọi cho cô. Mẹ Wenica nhìn thấy cũng thấy được sự khác lạ của Wenica khi nói tới Bán Tháo. Để giữ an toàn, Wenica nhắc nhở mẹ mình đừng mở cửa cho bất kỳ một người lạ nào, đặc biệt là Thierry Rakit và bà Đặng Quốc. Thierry Rakit gọi điện cho Wenica hỏi cô đang ở đâu và muốn hẹn cô đến một nơi để hai người nói chuyện. Anh ta gửi cho cô tấm hình có dính đến giường ở chung cư khiến cô cảm thấy sợ hãi. Sau khi biết Thierry Rakit đang ở căn hộ của mình, Wenica lập tức gọi điện cho Bán Tháo đang đưa người đến sửa khóa phòng. Một giây sau, Thierry Rakit cũng bước ra khỏi cửa, Bán Tháo nhanh chóng trốn vào một căn phòng trống. Thierry Rakit nghi ngờ bước vào kiểm tra thì điện thoại Wenica gọi tới. Cô muốn chắc chắn anh ta đã suy nghĩ kỹ càng để nói chuyện với mình. Cuối cùng Thierry Rakit cũng ra ngoài. Bán Tháo nhanh chóng vào căn hộ của Wenica để lắp đặt máy quay giấu kín. Tại công ty, Menirin nói chuyện sáng nay Thierry Rakit đến chung cư của Wenica. May mắn Bán Tháo phát hiện kịp thời bảo Wenica về nhà mẹ. Tuy nhiên theo suy luận của Jane, anh ta sẽ không ở đó quá lâu, đồng thời còn cố tình gặp cho bà Đặng Quốc nói sáng nay Wenica không đến công ty, còn ấp mở khiến bà ta cực kỳ tức giận. Ngay sau đó, Menirin muốn Quy đăng bức ảnh sáng nay Thierry Rakit gửi cho cô, kèm theo nội dung cực kỳ ngọt ngào khiến cho bà Đặng Quốc tưởng rằng hai người đang ở cạnh nhau. Sau khi nhận thấy được bài đăng của Wenica liền yêu cầu Jane đến chung cư của Wenica để theo dõi. Tối hôm đó, Wenica liên tục theo dõi camera trước cổng thì phát hiện một chiếc xe khả năng đậu ở đó. Cô gọi điện cho Bán Tháo xác nhận, chắc chắn người trong chiếc xe có thể chính là Thierry Rakit. Đúng như dự đoán, anh ta đang đậu xe trước nhà mẹ cô. Trong đầu anh nhớ lại lời của bà Đặng Quốc cho rằng cô chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi. Nhìn thấy Wenica đứng bên cửa sổ, Thierry Rakit tự nói với mình, mong cô chờ anh thêm một chút nữa. Tại công ty, chị Dung và bác Jeep không hiểu được lý do Wenica cho Jane trở về làm việc. Cô ta chạy đến thông báo cho Wenica và Menirin chuyện bà ta mất tích, cả ngày nay cô ta không thể liên lạc được với bà ta. Để xác nhận xem bà ta đang ở đâu, Wenica muốn Jane gọi điện cho bà ta nhưng vẫn không liên lạc được. Theo suy đoán của Wenica, rất có thể bà ta đã quay trở lại. Trong quán pizza, bà Đặng Quốc xuất hiện để gọi người thám tử của bà ta ra ngoài nói chuyện. Lần này bà ta quay trở lại để đưa Eka về cùng, bà ta muốn thám tử riêng hâm dọa Wenica hoặc có thể hơn. Bà ta cũng nhắc nhở anh ta nên tránh xa Jane để tránh bị phát hiện, đồng thời xem cô ta có kiện báo hay báo cảnh sát không. Để tránh bà Đặng Quốc và Thierry Rakit hẹn nhau trước và giải quyết vấn đề, bọn họ phải nghĩ ra cách trước. Bán Tháo muốn tự mình tìm cách để giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, anh thật sự không thể chịu nổi vì nhiều ngày chưa được gặp cô. Bán Tháo gặp điện cho Wenica muốn cô hẹn gặp Thierry Rakit để dẫn dụ anh ta ra ngoài. Wenica theo lời của Bán Tháo dặn dò, nói những lời như không thể sống thiếu anh ta, muốn gặp anh ta đồng thời hẹn gặp nhau ở căn hộ để tránh cho Thierry Rakit nghi ngờ. Thierry Rakit vẫn chấp nhận gặp mặt Wenica vào ngày mai ở căn hộ. Bước tiếp theo là tạo ra một vở diễn khiến mọi người cảm thấy Wenica chọn quay lại với Thierry Rakit và Jane sẽ đi báo cáo chuyện này với bà Đặng Quốc. Sau khi nhận được tin nhắn thoại của Jane, bà ta cuối cùng cũng liên hệ lại cho cô ta. Jane kể lại chuyện Wenica hẹn gặp Thierry Rakit tại căn hộ. Cùng lúc đó bà ta đang ở trước cổng công ty của Wenica nhìn thấy Menirin rời đi. Tất cả bẫy đã được giăng sẵn, chỉ còn chờ con mồi xa vào nữa thôi. Khi Wenica trở về căn hộ, cô gặp bà Đặng Quốc cùng người của bà ta ở dưới bãi đỗ xe. Wenica bí mật mở khóa điện thoại để tìm người cứu nhưng bị bà ta phát hiện. Xung quanh cũng không hề có camera. Bà ta đưa Wenica vào phòng của cô, bất ngờ là Thierry Rakit cũng đang có mặt tại đó. Bà ta không ngờ rằng hai người họ thực sự đang sống chung với nhau. Vừa vào phòng, Wenica đã nhìn thấy camera giấu kín do Bán Tháo chuẩn bị. Cô giả vờ hoảng sợ chạy về phía Thierry Rakit khiến bà ta càng cảm thấy tức tối hơn. Bà ta muốn giải quyết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay. Wenica giả vờ đau khổ cho rằng bà Đặng Quốc là người ép Thierry Rakit trở thành kẻ lừa đảo. Bà Đặng Quốc đã kể hết mọi thứ, người bắt đầu trước chính là Thierry Rakit. Bà ta còn muốn đưa cho cô xem giấy chứng nhận kết hôn của hai người họ.
Sau khi nghe bà ta nói mình và Thierry Rakit đã đăng ký kết hôn được 10 năm thì Wenica vô cùng thất vọng. Cô muốn bỏ đi thì Thierry Rakit kéo cô lại, anh ta chấp nhận bỏ hết tất cả. Trong lúc bà ta cùng Thierry Rakit rằng co, khẩu súng trong túi bà ta bị văng ra. Để tránh Wenica bỏ trốn, anh ta kéo tay cô lại. Dưới sự chất vấn, cầu xin của bà Đặng Quốc thì Thierry Rakit vẫn lựa chọn được sống chung với Wenica. Sau khi bán tháo gặp khách hàng xong, muốn xem Wenica về nhà hay chưa thì iPad liền hết pin. Anh vào xe cắm sạc vừa gọi điện cho Wenica nhưng bị bà Đặng Quốc nhìn thấy, anh vô tình nhắc đến camera ở trong phòng. Cảm giác mọi chuyện không ổn, bán tháo nhanh chóng chạy đến nhà Wenica. Tình huống hiện tại của Wenica vô cùng nguy hiểm, Thierry Rakit thực sự bị điên rồi. Trong lúc cãi vã, Thierry Rakit vô tình đẩy Wenica đập đầu vào tường đến chảy máu. Bán tháo cũng liên tục gọi điện đến cho chung cư nhưng không có ai nghe máy. Thierry Rakit để bà Đặng Quốc canh chừng Wenica còn bản thân đi xử lý camera an ninh trong phòng. Trong lúc Thierry Rakit lục tung mọi ngóc ngách trong phòng thì bà Đặng Quốc đã đẩy cô ra giữa nhà. Bà ta tự mình rót một ly rượu, sau đó bỏ một viên thuốc vào ép Wenica uống. Loại thuốc này sẽ khiến cho người uống không thể nói, khó thở, sau đó dẫn đến cái chết. Ngay lúc bà ta ép uống cạn ly rượu, khi Thierry Rakit trở lại, anh ta nghe lời bà Đặng Quốc đưa cô xuống chung cư giả vờ như xảy ra tai nạn để đưa cô đến bệnh viện. Ngay khi xe bọn họ rời đi thì bán tháo cũng vừa đến nơi, anh tới hỏi tiếp tân thì được bảo vệ bảo cô đã bị đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó, cảnh sát do Run gọi cũng đến nơi, bọn họ đuổi theo chiếc xe của bà Đặng Quốc. Bà Đặng Quốc đưa cô tới một căn nhà hoang, sau đó giấu chiếc xe đi. Thierry Rakit đưa Wenica vào trong, anh ta tự mình đeo nhẫn cho cô, còn nói rất nhiều lời âu yếm, nhưng Wenica không thể nói bất kỳ thứ gì. Sau khi thương lượng và chuẩn bị vé máy bay xong, bà Đặng Quốc đi tới chỗ của Wenica. Khi bà Đặng Quốc xuất hiện thì nhìn thấy Thierry Rakit đang hôn Wenica, bà ta muốn đưa anh ta đi còn về cô thì để cho người của bà ta xử lý. Tuy nhiên, Thierry Rakit không muốn đi cùng với bà ta, anh ta muốn tự mình giải quyết vấn đề với cô. Anh ta hung hăng đuổi bà Đặng Quốc đi ra ngoài, sau đó đưa Wenica đi. Bán tháo cùng cảnh sát sau khi xác định được vị trí của Wenica liền nhanh chóng đến nhà kho. Anh dùng đá đập phá để mở cổng, trong lúc tìm kiếm vô tình thấy được chiếc giày Wenica làm rơi. Sau khi bà Đặng Quốc cùng người của mình rời đi thì bị cảnh sát bắt gặp, bọn họ chạy trốn. Còn Thierry Rakit vẫn luôn ôm cô đi tìm một chỗ trốn mới, anh ta đưa Wenica đến một hầm giếng rất sâu. Sau khi đặt cô ngồi vào đó, Thierry Rakit mở vòi nước để nước chảy ngập hầm, anh ta không muốn cô được ở bên cạnh người khác nên muốn cô chết cùng mình. Bán tháo đi ra sau vườn tìm kiếm thì nhìn thấy được chiếc giày còn lại của cô. Anh nhanh chóng chạy đi tìm khắp mọi nơi. Tình cờ khi bà Đặng Quốc gọi điện cho Thierry Rakit, tiếng điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của bán tháo. Trong khi đó, nước trong hầm đã dâng lên hơn nửa người của Wenica và Thierry Rakit. Cô cố gắng phát ra âm thanh nhưng không được. Anh ta không muốn cô rời bỏ mình nên thà rằng tự mình nhìn thấy cô chết trước mặt. Sau đó anh ta lên phía trên để Wenica một mình dưới hầm giếng. May mắn bán tháo cũng đã tới nơi. Thierry Rakit và bán tháo đánh với nhau, hai người vượt qua lại. Cuối cùng Thierry Rakit tìm được một viên gạch đập vào đầu anh. Dưới hồ nước, Wenica tìm được một khẩu súng do Thierry Rakit làm rơi. Ngay khi Thierry Rakit định dùng đá đập vào bán tháo thì cô cũng kịp thời đưa súng cho anh. Bán tháo nhanh tay bắn phát súng vào bụng của Thierry Rakit. Bà Đặng Quốc cũng tận mặt nhìn thấy tất cả. Bà ta đau đớn ôm Thierry Rakit vào lòng, vì mất máu quá nhiều nên Thierry Rakit đã ngất đi. Đồng thời, bán tháo cũng kịp cứu Wenica trước khi cô bị chìm xuống nước. Mọi chuyện cũng đã được kết thúc ngay tại đó. Sáng hôm sau, mọi thông tin của Thierry Rakit và bà Đặng Quốc cũng đã được điều tra rõ ràng. Hai người bọn đã bị bắt nhưng vẫn còn một người đồng phạm đang bị truy bắt. Điều đáng chúc mừng là Wenica có thể nhận lại hết số tiền bị lừa sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng. Sau cái chết của Thierry Rakit, cảnh sát sợ bà Đặng Quốc sẽ tự tử nên Wenica đã đến thăm tù. Một thời gian sau, Wenica trở thành một người vô cùng nổi tiếng, cô tham gia chương trình phỏng vấn. Cô sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người chuyện mình bị lừa mới có thể đưa ra được sản phẩm kem hóa trị chất lượng như bây giờ. So với Wenica vô cùng vui vẻ thì bán tháo rất buồn phiền ở nhà anh sao, bởi vì Wenica muốn tạm dừng mối quan hệ của hai người lại. Bán tháo thật sự muốn kết hôn với cô ngay lập tức nhưng vẫn không dám nói ra vì sợ rằng cô không yêu anh. Sau khi được anh sao tiếp năng lượng, bán tháo vội vã chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Wenica đang tìm kim chỉ may lại quần áo thì nhìn thấy bức thư kỷ niệm của bố gửi cho mẹ mình. Cô nhớ lời bố từng nói tuyệt đối đừng bỏ lỡ người vừa là bạn tốt vừa là người yêu mình. Cô cũng nhớ những kỷ niệm của cô cùng với bán tháo từ thời đi học cho đến lớn, những lời tỏ tình của cô đối với cô. Sau đó cô nhanh chóng gọi điện cho anh muốn gặp anh, kết quả khi vừa mở cửa ra, bán tháo đã ở trước mặt của cô. Hai người đi vào nhà nói chuyện, bán tháo đưa cô một cái điều khiển. Anh nói một đống thứ vô cùng rắc rối nhưng tóm lại chính là nếu lựa chọn anh thì cô chỉ cần bấm chọn nút trên điều khiển. Câu trả lời của Wenica là bọn họ có thể làm người yêu như kiểu bạn được không? Bán tháo cực kỳ vui mừng và hạnh phúc khi nghe cô đồng ý. Hai người họ hôn nhau nồng nhiệt cùng với quá khứ đã từng trải qua với nhau. Bộ phim kết thúc vô cùng mỹ mãn với hạnh phúc của Wenica và bán tháo. Còn những con người độc ác đều phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Bộ phim là một quá trình trưởng thành và phát triển đầy đau thương của Wenica và sự việc bán tháo có thể bộc lộ tình cảm của mình. Mặc dù Thierry Rakit rất yêu Wenica nhưng cách làm của anh ta hoàn toàn không đúng. Đến cuối cùng mọi tội lỗi của bọn họ đều có một cái kết xứng đáng. Cảm ơn đã lắng nghe. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!